Một lượng tư, một lượng rưỡi. Tài lộc nha quý anh chị nha, nhẫn tài lộc nha, một lượng tư, một lượng rưỡi. Đó. Rồi anh chị nào cũng mua nhẫn rồng á, cỡ 8 anh chị á, là mấy anh chị là hôm nay vô nha, vô xem cái like của em này mấy anh chị. Hôm nay nhiều mẫu lắm nha. Cái ông Đạt like rồi nó xịt hoài. Nhẫn kim tiền 5 chỉ nhiêu hả? Dạ rồi ok, đợi xíu em báo giá không anh chị cho. Đây, mấy anh chị thấy đẹp chưa? Nhẫn kim tiền thở dài nha quý anh chị. Dạ hôm nay em không có lên vàng ý 750 nha chị An Nhiên nha. Hôm nay em lên vàng 950 với lại 610 nha quý anh chị. Ngày mai em lên cho. Đất tay em đang đeo là bao nhiêu? Đợi xin báo giá cho mấy anh chị. Đó, những cái nhẫn cảm thạch vàng 950 cho mẹ nha quý anh chị. Đây một chỉ nha, một chỉ 96 luôn nè. Rồi, thêm những cái mẫu nữa cho mấy anh chị nè, là hai mẫu thần tài. Mẫu thần tài nha, mẫu con công gì vậy? Lọc ra hả? Lọc ra bớt rồi nè. Nhẫn kim tiền hở vàng rồi ok, đợi xin báo giá cho mấy anh chị cho. Hôm nay thì cái like này của em sale cho mấy anh chị là muốn mua đồ lớn đồ mạnh gì là cứ lên hết cho quý anh chị nha. Đó, đây nhẫn con công, nhẫn con công này mấy anh chị 4-5 chỉ giá lên nha, nhiều lắm luôn. Kim tiền đây nè mấy anh chị nè, kim tiền móc máy nè, kim tiền móc máy này mấy anh chị phun cát luôn nha, rất là xinh luôn. Là một cái là tầm khoảng là cỡ 2 chỉ và là 2 chỉ 8 2 chỉ 9 nha quý anh chị, 2 chỉ 2 chỉ 8 2 chỉ 9 nha. Rồi quá đẹp luôn mấy anh chị ơi. Thêm nữa là có nhẫn tỳ hưu luôn. Ôi, chào Trà My nha, có nhẫn tỳ hưu luôn nè mấy anh chị nè. Rồi nhẫn khoan lạc phun cát luôn nha quý anh chị, tỳ hưu khoan lạc phun cát luôn. Hôm nay là rất nhiều mẫu luôn, đây là mấy anh chị cứ tha hồ mà lựa nha. Rồi thêm một cái phone nữa là phone nhẫn kim tiền thỏi vàng cho mấy anh chị nè. Kim tiền thỏi vàng nha, em có là màu xanh dương, màu đen và màu đỏ nha quý anh chị. Màu xanh dương, màu đen, màu đỏ ha, rất đẹp luôn. Trời ơi xinh quá mấy anh chị ơi. Rồi nhẫn tứ tiền nè mấy anh chị, nhẫn tứ tiền tứ lộc nha. Rồi cái này thì là em không có chỉnh sai được nha mấy anh chị, đây là chút xíu nữa em sẽ lên cho mấy anh chị, mà đúng người ta thì mấy anh chị hãy chốt nha, đúng người ta thì mấy anh chị hãy chốt. Cái này mình mua mình tặng cũng đẹp lắm mấy anh chị ơi, mình tặng ha, mình tặng người thân người thương của mình cũng rất là ok luôn. Rồi vòng tay em đang đeo là bao nhiêu hả? Dạ cái vòng 6-10 hả chị, vòng 6-10 em đeo là tầm khoảng là cái 7-8 cái tình yêu nha, tầm khoảng 7-8 7-9 nha chị. Nên tay khoảng 52-54 vậy chị ơi. Còn cái lắc này em đang đeo cho mấy anh chị nè, lắc kim tiền nha quý anh chị nha. Vòng tay em đang đeo bao nhiêu tiền, vòng em đeo tay phải bao nhiêu. Đây mấy anh chị ơi, còn lắc này là khoảng là 2 lượng 6 nha quý anh chị, tầm khoảng là có 2 lượng 6 nha. Kia nó cho lên mới lạnh 10-20 đi chứ nóng quá ha. Đây cái này tầm khoảng 2 lượng 6 nè. Rồi đặc cậu Long, đặc biệt nữa là mấy anh chị nè, đó thấy gì chưa mấy anh chị, đã thấy gì chưa. Rồi lắc kim, lắc kiểu như mấy chị nha, đai kim tiền nha, đai kim tiền luôn. Cái bảng này của nó là 4 lượng và một cái này là tầm khoảng là có 2 lượng nha quý anh chị nha, 4 lượng và 2 lượng. Và em có thêm một cái là 5 lượng luôn nha quý anh chị, có em 5 lượng luôn ha, có một cái 5 lượng nó mới gì đẹp lắm luôn á, quá trời quá trời. Đây nè, hôm nay vàng xong có thể lấy mà để ra ngoài đó. Rồi em giới thiệu xíu mẫu đi mấy chị ơi, rồi có gì em sẽ lên bán cho mấy anh chị nha. Rồi lắc mỏng đợi em xíu mấy anh chị ơi, đợi em xíu em lên live bán cho mấy anh chị cho. Đợi em một chút xíu nha, từ từ là em sẽ lên hết cho mấy anh chị, yên tâm đi ạ. Hôm nay mình lễ mà, mình nghỉ mà đúng không? Mình từ từ nha mấy anh chị, đợi từ em xíu. Đây nha quý anh chị, tiền công bao nhiêu đó, không có tiền không tìm nó. Rồi lắc kim tiền luôn nè mấy anh chị nè, tầm khoảng là có 2 chỉ nha, và có lắc cái tim 5 chỉ dễ thương ghê luôn nha mấy chị ơi. Lắc cái tim khoảng 5 chỉ nè mấy anh chị, mà nhỏ xíu luôn ha. 5 chỉ hơn luôn nè. Đó, đẹp chưa quý anh chị? Rồi, cái lắc này là lắc 1 lượng nha mấy chị nha. Lắc con rít 1 lượng đôi nè. Quá đẹp luôn mấy anh chị ơi, xuất sắc nha. Rồi, trời lắc kiểu là củ chi ha, củ chi lắc kim tiền luôn, đầy đủ mẫu cho mấy anh chị tha hồ mà lựa nha. Tầm khoảng là 2 chỉ giá lên. 2 chỉ giá lên nha mấy anh chị. Còn chị nào muốn mua mặt cái chuyền, mua dây xong mua mặt cái chuyền thì em vẫn có nha. Hôm nay em có chuẩn bị đầu tư lắm mấy anh chị ơi, yên tâm đi. Em lên từ từ với mấy anh chị. Rồi cái mặt khoa mai 1 lượng nè mấy anh chị, mặt khoa mai 1 lượng nha. Rồi mặt chi lạc nè, mặt khoa mai, mặt chi lạc. Rồi mặt chữ phước luôn. Hôm nay là xíu nữa em kết hợp một cái dây cho mấy anh chị là cái mặt chữ phước nè. Ở trong của nó là có hào quang tòa sen luôn nha quý anh chị nha, rất là sáng luôn. Nó lấp lánh 5D mấy anh chị, móc máy 5D nha, cực kỳ xinh luôn. Tiếp một cái nữa, chị nào muốn mua nhỏ hơn á là em có nhỏ hơn luôn nha quý anh chị nha, tầm khoảng là cái 3 chỉ hơn nè. Rồi trời đẹp quá, cái bộ đó công ty còn hàng hết ra, công ty còn hai cái bộ ngũ sắc đó, đúng không? Đó
Rồi, mặt Quan Âm nha quý anh chị nha. Quan Âm này mấy anh chị nhiều lắm luôn á, còn mấy này Quan Âm mà nhỏ nhỏ là mấy anh chị có thể đeo với dây là tầm khoảng là cỡ 2 chỉ được nha quý anh chị nha. Tầm khoảng 2 chỉ được. Tiếp cái nữa là em có cái mặt lá bồ đề luôn nè mấy anh chị. Lá bồ đề dành 9-80 nha mấy chị nha. Cẩm thạch à, cái này là 9-80 luôn, tầm khoảng là cái 1 chỉ, 1 chỉ hơn xíu. Rồi. Ai có cái mặt con công nè quý anh chị nè. Đó, mấy anh chị ơi, đầu like thì mấy anh chị là nhớ thả like chia sẻ cho em nha. Rồi, cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều luôn. Thêm lại mấy cái mặt túi tiền. Rồi, có những kia có cái mặt túi tiền luôn nha quý anh chị. Tiếp một cái nữa là em sẽ lên một cái lô dây cho mấy anh chị luôn nè. Rồi, dây chuyền 4 chỉ là chị mồng tiền đó là hôm nay vô nha. Hả? Đâu có, này người ta đâu có nghĩ đâu. Chị Loan có, tao nói lưu hình về á. Đây này mấy anh chị, dây chuyền nha mấy anh chị. Dây chuyền là từ khoảng là 4 chỉ nè, 2-3 chỉ, 4 chỉ đến là 1 lượng, 2 lượng nha quý anh chị nha. Có đầy đủ luôn nha mấy anh chị. Hoa hồ mà lựa nha. Mặt Quan Âm to vàng bao nhiêu em ạ? À? Mặt Quan Âm to. Cái đứa não lì ghê Duyên ơi. Duyên, cái đứa não lì ghê luôn á. Rồi nhà em đang đeo là vàng 9-80 nha mấy anh chị nha. Vàng 9-80 à. Rồi cái mặt dây chuyền to to Quan Âm nó là tầm khoảng là cỡ là bao nhiêu ta? Quan Âm to to tầm khoảng là cỡ là 3 chỉ mấy nha quý anh chị nha. Tầm khoảng là hơn 3 chỉ. Còn chị nào muốn mua to hơn nữa là vẫn có luôn nha, một lượng nha quý anh chị. Một lượng nha. Rồi bây giờ em vô nè mấy anh chị nè. Đây. Một cái nhẫn vàng kim tiền 9-80 luôn cho mấy anh chị ha. Kim tiền 9-80. Cái này thì là em có đủ size và đủ nơi cho mấy anh chị nha. Ví dụ như mà không có thì mình có thể nâng được nha mấy anh chị. Nâng được một số, hai số nha. Rồi cái này là 5 chỉ 226 ha. Với vàng hôm nay em bán là 5250. Rồi tiền công sale cho mấy anh chị là 390 thôi nha. 27.827.000 chị ơi. Rồi 27.827 nha quý anh chị nha. Tiền công sale là 390. Dạ vòng em đang đeo là vòng 610 của chị Thanh Bình Nguyễn thôi. Và 610 của tình yêu nha. Rồi còn chị nào mà nãy mà lên dây chuyền gì đó, đợi em xíu. À, có một lượng Quan Âm đi em, cho con một lượng Quan Âm đi em rồi ok. Tiền công là 390 nè. 27.827. Rồi ok nghe mấy chị nha. Rồi nhẫn kim tiền 5 chỉ là em lên rồi nha. 27.827.000 là cái nhẫn kim tiền. Thì mấy anh chị cứ nhớ giùm em là tiền công là sale cho mấy anh chị là 390 thôi. Một cái nhẫn 5 chỉ mà tiền công 390 thì quá rẻ luôn. À, chị có bán tới đây, 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 đây. Là 6 gì Nguyễn Nguyễn ơi, cái này một lượng, một lượng. Thế chị chiều Thảo có lên. Dạ chiều nay chị Thảo có lên đó mấy anh chị ơi, chiều nay có lên nha mấy anh chị. Nói chung là ngày nào cũng lên hết mấy anh chị ơi. Đây là chị Thảo gõ nè. Rồi mấy anh chị mà khi nào mình chốt lên thành công là mới được giá vàng và tiền công ưu đãi nha quý anh chị nha. Còn là mấy anh chị chụp hình vào thì em cho mấy anh chị chụp lại, nhưng mà tiền công là mấy anh chị vô tin nhắn chốt đơn á là không có được giá vàng và tiền công trên ưu đãi như trên like nha quý anh chị. Nên tham khảo giùm em nha. Rồi em qua mẫu nè. Rồi có chị nào mà nãy hỏi em lên như chuyện sắn bao không chỉ nó còn đó không ta? Cô Nguyễn Nguyệt ơi. Cô nãy cô nói gì á cô? Cô nói gì con đọc không có rõ cô ơi. Cô ơi cô nói gì nói lại em coi nha cô nha, chứ comment con đọc không có rõ. À, đơn 1 giờ cô lên lấy. À đơn 1 giờ cô lên lấy vậy rồi ok cô. Rồi em có một cái nhẫn hoa mai nè mấy anh chị nè. Đó, mấy anh chị xin chưa, em có là 4 màu nha. À 3 màu nè, 3 màu với lại cái nhẫn hoa mai vàng à, hột trắng chính giữa nha quý anh chị. Thì trọng lượng tầm khoảng là có là 1 chỉ, 1 chỉ là 2 ha. Tiền công thì em sale cho mấy anh chị là tiền công sale là 400.000. 1 chỉ 1 chỉ 02 đi. Đúng rồi, tiền công sale là 400.000 nha mấy anh chị. Rồi cái nhẫn này là 5.661.000. Rồi chị Mỹ Nguyên đợi em xíu nha. 5661 là mình có đôi nha mấy anh chị. Tiền công xe là 400.000 là mình cứ nhớ tiền công là 400.000 nha. Còn trọng lượng vàng thì tùy theo cái mẫu nó sẽ hết một nhau một xíu ha. 5.661.000. 5661 là mình có đôi nha quý anh chị. Đó là cái nhẫn hoa mai nha. Chị ơi lấy cái màu nào thì comment giùm em cái màu đó. Còn chị gái kia đã mất tiêu rồi. Chị Hương Nguyên ơi, còn nó không nè Hương Nguyên nè. Hương Nguyên xinh đẹp còn nó không, nhẫn kim tiền 9-80 tình yêu nè. Kim tiền vàng 9-80 nha chị nha. Lấy thầy comment giùm em đi, em báo giá chị cho. Rồi bây giờ lên dây nha, cho xem lắc quan lạc là 4 chỉ hả. Rồi ok để em coi có mới lên cho mấy chị cho. Biết nãy cái nhỏ nó còn mượn không? Biết nãy nhỏ nó có mượn không? Nó còn không? Đây này mấy anh chị ơi, em có một cái mặt dây chuyền vàng 9-80 nha quý anh chị nha. Mặt mẹ Quan Âm nha, ở trong của nó là nó có kết 5D.
5D hào quang nha mấy anh chị. Người ta làm dạ quang rất là cực kỳ là sáng luôn nha. Cái này thì một lượng nè, 6/58 ha, những cái vàng 5250. Rồi, tiền công xe cho mấy anh chị là 1.200.000 nha. Tiền công xe mấy anh chị là 1.200.000. Vị hàng này thiết kế vuông đặt nha quý anh chị. 57.155.000. Tiền công xe là 1.200.000, 57155. Chị gái nào nãy còn mặc quan âm đó không chị ơi? 57.155.000. Tiền công xe cho mấy anh chị là 1.200.000 thôi nha. Nhãn kim tiền chị mới lên, chị mới dơ lên nhiêu vậy chị? Rồi ok. Nhãn kim tiền ở tầm ngoài là cỡ là bao nhiêu ta? Chỉ 8 à. Chỉ 8 với 9 vậy chị bé Táo ơi. Rồi cho nguyên 5661 hột trắng nè. Rồi ok cho nguyên nha. Là cái nhẫn hột trắng này đúng không chị Trang Nguyên ơi? Đúng không chị? Đúng thôi, ok dùm em nha. Còn nếu không đúng thì em lấy, em biết cái mẫu kia chị rồi. Hỏi gì? Sổ đi. Ni 58, ni 58 á chị. Đúng rồi. Ủa? Nhẫn kim tiền mà sao ni 58 được tình yêu? Nhẫn kim tiền sao có ni 58 được? Xíu em lên lấy liền nha. Rồi em ok em biết chị rồi. Em biết chị rồi. Chị gái kêu nãy lên dây chuyền mấy chị người ta. Ni đó bao nhiêu hả? Đâu có ni nhẫn 24 giùm nhiêu lên sang. Chị gái kêu lên dây 3-4 chỉ phải không ta? Hiện tại là ni 13 cho Nguyên ơi. Hiện tại là ni 13 chị ơi. Đây là mấy anh chị nè. Em có một cái dạng như sắn tầng ngõ là cỡ 2833 người tình yêu nha. Tiền công xe cho mấy anh chị là 380 nè. 9.814.000 ha. 9814 là mình có đơn. Đây mấy anh chị nè, 9.814 là mình có đơn mấy anh chị nha. Rồi chị Thảo Võ là chốt nhẫn kim tiền 5 chỉ ni 13 nha. Chị Thảo Võ là cái tiệm là Chiến Hoãn cái tình yêu ơi. Chị cái tiệm là Chiến Hoãn cái chị. Nếu mà Chiến Hoãn là chuyển 50% giùm em tình yêu nha. Rồi còn còn lại thứ hưởng anh chị. Phí ship Việt Nam là 50.000 hết nha mấy anh chị nha. Nhẫn kim tiền 5 chỉ. Dạ em không có rõ nữa chị Hằng Thi ơi. Vì do bây giờ em đang lái chị ơi nên em không kiểm tra được. Dây đưa phụng 3-4 chỉ hả rồi. Dây sắn nha. Ok. Nãy đưa lên 3 chỉ rồi đó. Dây đưa phụng nãy em có nói là em hết rồi mà. Còn có dây sắn hoa mai nè. Còn có dây sắn hoa mai không chị nha. 3 chỉ. Ờ, hôm nay anh chị nào muốn mua nhóm nam lên comment cho em lên luôn cho mấy chị cho. Dạ không, thầy là làm không bình thường thôi, chứ có làm động ra được. Ủa tự nhiên tôi cầm cái thối chị ấy trời. Đây mấy chị, đây. Đây là chị Mỹ Nguyên nè, cái này là 3 chỉ 1/95 nha tình yêu nha. Rồi sẵn hoa mai luôn, tiền công xe là 450, 11.089.000 tình yêu nha. 11.089 là mình có đơn. Đó. Được rồi mình comment giùm em nha tình yêu nha. Còn chị gái nào nãy lên lắc tay lắc văn lạc tầm khoảng 3-4 chỉ phải không chị ơi, còn đó không chị? Còn nó em lên luôn cho mấy chị nè. Còn đó không à. Trời, cái này là 11.089 là mình có đơn nha quý vị. 11.089.000 là mình có đơn nha. Gửi hình vô mới giùm em, ok chị. Gửi hình kìa Trang lên mua. Chị Thảo Võ vô alo vậy em một cái để bạn gửi hình qua chị nha. Em có một cái lắc văn lạc 4 chỉ 5/99 nè. À 4 chỉ 5/95. Rồi tiền công xe cho mấy chị, tiền công xe là 450 nha. Cái lắc này là 15.751.000. 15.751.000 nha quý anh chị nha. 15.751.000 là lắc tay khoan lạc. Tiền công xe cho mấy chị là 450. Rồi chị lấy thì comment giùm em nha. Chị lấy lắc khoan lạc thì comment giùm em. Chị ấy hồi nãy hỏi em đó. Chị này nãy hỏi đó cái lắc tay gì đó. Còn hôm nay chị nào muốn mua nhẫn kim tiền 1 chỉ á, là 2 chỉ thì là comment lên nha mấy anh chị nha. Có đầy đủ luôn. À hôm nay có nhẫn hơn có heo nữa nè. Có nhẫn thỏi vàng đâu ta. Okay.
chưa có mắm bà già. Chị ơi, dây chuyền chị lựa được chưa chị gái? Ba chỉ chị lựa được chưa? Dây chuyền ba chỉ lựa được cho chị. Còn chị mộng tiền gì cái kìa, dây chuyền 4 chỉ vàng 9.50 á, đâu mất tiêu rồi, không thấy nữa, không thấy comment nữa rồi. Để tìm ai nhẫn nói vàng lên. Đây. Đây mấy anh chị, em có hai cái nhẫn thỏi vàng nha. Để lên nhẫn thỏi vàng nó có chữ tàu ở trong trước đây mấy anh chị ơi. Rồi có chữ này là chữ tàu mấy chị, có chữ gì thì em cũng không rành nữa đâu. À, dây dẹp nhỏ một gọi dây gì thế mấy chị, dây dẹp hả? Dây dẹp nhỏ đây, đây gọi dây gì thế? Dây dẹp. Mọc là dép á chị, mọc là gọi là dép. Rồi, cái này là một chỉ 018 em quý anh chị ha. Dành cho 80 luôn. Tiền công xe cho mấy anh chị là 200.000. Rồi, tiền công xe cho mấy anh chị là 200.000 cho mấy anh chị. 5.545.000. Tiền công xe là 200.000 thôi. 5.545. Rồi, 5.545 là mình có đơn nha. Nhẫn kim tiền dành cho 80. Hiện tại là đi số 16 cho mấy anh chị nè. Hiện tại là đi số 16 nha. À, có thể là gửi chỉnh đi được cho mấy anh chị. Cái gì chữ Phước cái gì á chị Thảo Nguyễn. Chữ Phước cái gì á, 5.545 nè. Chữ Phước cái gì đó. Chữ Phước cái gì anh chị? Đó thì lấy cái comment giùm em nha. 5.545 là mình có đơn. Còn chị nào mà đi đưa phụng là em hết rồi chị. Em nói là nãy tới giờ rồi em hết rồi. Cái gì bà già? Đây này mấy chị nè, em có cái dây đẹp, cái dòng mà đẹp đó nè mấy chị. Cái dòng mà là dòng bản nha quý vị nha, dòng bản. Trời ơi đẹp lắm mấy chị nè. Không đúng quá trời, không đúng gì em cũng biết chữ gì nè, em cũng đâu không biết chữ gì đâu. Rồi, cái này là ni tay số 54 ha mấy chị nha. Cái này ni tay số 54 nè. Cái này thì mình có thể chỉnh ni và chỉnh tay được nha quý anh chị. Rồi, trọng lượng vàng là 7.85. Rồi, tiền công xe cho mấy anh chị, tiền công xe là 800.000 nha. Ni 54, 26.941.000. 26.941 nha quý anh chị nha. Đó, là cái giờ em đang đây là mấy anh chị nè. 26.941.000. Ni 54 nha. Cái này thì mình có thể chỉnh ni và chỉnh size được nha mấy anh chị. Làm lớn nhỏ được mà hai size nha. Trời ơi, không có chữ Thảo đâu. Đừng ghẹo em nữa, không có chữ Thảo đâu à. Đây, rất là dễ thương luôn nha quý anh chị nha. Rồi một cái dòng bản luôn nè. Trời ơi, cái lắc kim tiền này chưa mấy anh chị. Lắc kim tiền dành cho 80 nha. Dạ có, lắc 3 chỉ luôn tình yêu ơi. Rồi, cái lắc này là 2 lượng rưỡi, 8 phân 41, 25.841 nhân ra 5.250. Rồi tiền công xe cho mấy anh chị, tiền công xe là 2.290.000 nha. Rồi cái lắc này là 100, tiền công 2.290 nè. 137.955.000. Rồi em báo giá được quý em đang đeo cho mấy anh chị rồi đó. Nè, cái lắc dành cho 80 nha là khoảng 2 lượng 6, tiền công chỉ có là 2.290 thôi. 137.955.000. Gần 138 triệu rồi mấy anh chị ơi. Gần 138 triệu nha. Cái gì hỏi các bạn? Đi ra một cái. Đi ra một cái. Rồi, lắc ba chỉ có luôn tình yêu ơi. Lắc ba chỉ đây, em lên luôn cho nè. Lắc ba chỉ, năm chỉ cho mấy anh chị. Rồi, cái này là hai chỉ nè. Cái này là ba chỉ nè. Đó, chị lựa ra cho nó đã luôn đi, rồi có gì em tính tiền cho chị một lần cho. Đây mấy anh chị ơi, rồi chọn cái mẫu số mấy thì mình comment lên tính tiền cho mấy anh chị nha. Lắc chân hả? Để coi lắc chân con nhỏ có sọn không mấy anh chị. Để coi lắc chân con nhỏ có sọn không nha. Đợi em xíu. Rồi, cái này kim tiền là 5 chỉ nè chị gái nè. Rồi chị lấy cái mẫu số mấy, có hai cái này là 3 chỉ nha tình yêu nè. Rồi 3 chỉ nha chị. Có chữ Trà Nầu và chữ Củ Chi nha. Là 3 chỉ. Đó, lấy ra thì comment giùm em đi rồi em báo cho mấy anh chị cho. Lấy ra thì comment giùm em nha, rồi em tính tiền cho mấy anh chị. Rồi em có một cái mặt cẩm thạch dành cho 80 này mấy anh chị nè. Đẹp chưa nè. Cái này nó chỉ có 5 phân thôi. Xíu em lên cái diện tầm khoảng có 2-3 chỉ cho mấy anh chị nha. 5 phân 72. Rồi tiền công xe cho mấy anh chị là 300.000 nha. Vừa đá vừa công luôn mà tiền công xe có 300.000 thôi. Rồi 3.303.000. Tiền công xe là 300 nha quý anh chị nha. 3.303.000 nè. Đây, rất đẹp luôn nha. Rồi em đem lên một cái nhẫn cẩm thạch luôn cho mấy anh chị, tâm sạc tâm kia nè. Một cái nhẫn cẩm thạch luôn nha, vàng 9.80 luôn. Rồi cái này là 1 chỉ 09. Rồi tiền công sale cho mấy anh chị là 350 nha.
Rồi 6.073.000. Rồi 6073 là mình có lên mấy gì? Là cái nhẫn cả thật vàng 9-80 nha. Vàng 9-80. Còn cái mặt dây chuyền á là 3.003.000. Trời ơi, cái tiệm này nó nhộn nhịp có mấy gì. Sáng sớm mà khách đứng đợi trước cửa luôn á mấy gì, quá trời đông luôn rồi. Rồi cái nhẫn cắm thật là 6.073. Còn cái mặt dây chuyền là 3.303.000 nha mấy gì nha. Vàng 9-80 ha. Vàng công ty 9-80. Rất đẹp luôn. Rồi em có một cái lắc tay vàng 9-80 cho mấy anh chị luôn nè. Lắc trái tim cho quý anh chị nha. Lắc trái tim rất là xinh luôn. Còn chị nào muốn mua dây vàng 9-80 á thì là comment lên cho em nha. Sẽ lên luôn cho mấy anh chị nè. Sẽ lên luôn cho mấy anh chị nha. Lắc tay 5 chỉ đó tim. Rồi lắc hoàn lạc cái đẹp rồi mấy anh chị. Đẹp quá trời luôn nha. Lắc tay hoàn lạc. Bên em đang đeo em có màu trắng gì nữa chị. Có màu trắng gì nữa chị nha. Có màu trắng gì nữa đó. Chị gái mà dây 4 chỉ còn không ta? Mấy anh nam này vô mua cái dây, mấy dây vàng 9-80 nè. Lâu lắm rồi mới lên like mấy cái dạng này mấy anh chị. Đây nha. Cái dây nhỏ nhỏ này tầm khoảng là cỡ 5 chỉ rưỡi ha. Còn dây lớn mà ổng kim tiền mấy anh chị là 8 chỉ rưỡi này mấy anh chị nè. Quá đẹp ha mấy anh chị. Trời ơi mấy vàng 9-80 hôm nay đẹp ghê luôn á. Mẫu cập nhật liên tục cho mấy anh chị luôn ha. Rồi để lên cái dây này cho mấy anh chị nè. Lên dây này nha. Xong rồi thêm cái mặt rồng nữa. Cái này là mình phối vào nam đeo cũng được mà nữ đeo cũng được cho mấy anh chị nha. Không bị cán tuổi đâu mấy anh chị. Đẹp chưa mấy anh chị? Vòng hoa có không hả? Vòng hoa 9-80 hả chị? Vòng hoa 9-80 hàng bọng giờ có chị. Bơm đeo là 2 chỉ á chị ơi, là 2 chỉ á chị nha. Chị Minh Nguyễn đúng không? Vòng hoa bọng 9-80 á là chị phải tới tiệm mua tình yêu nha. Vì những cái hàng đó gì là hàng thiết kế khuôn nghệ, công nghệ đó là công nghệ bọng đó chị. Nên là em bán trên line này là em không dám bán mấy chị ơi. Bán trên line này bữa trước bị đền nguyên tiền công luôn á chị. Em không dám bán luôn. Biết sao mấy chị? Vì mấy chị không biết chừng á, mấy chị không có kỹ lưỡng á là mấy chị va chạm là nó mốt liền. Mà tiền công nó tới mấy triệu lận. Nhớ mấy vậy nha, nên là có gì mấy chị tới tiệm lựa cho nó dễ. Rồi cái mặt này là 3 chỉ 1/84 nè. Rồi tiền công cái mặt cái chuyện này em xe cho mấy chị là 450 nha. Vàng công ty 9-80 tiền công xe là 450. Cái này là 17.166.000. Rồi mà cái gì hình con rồng mấy chị. Cái mặt tiền công là 450 nha. 17.166.000. 17.166.000 nha. Còn cái dây kim tiền, ống kim tiền này cho mấy chị nè là 8 chỉ 5/05 nha. Rồi tiền công xe cho mấy anh chị, tiền công xe là 659. Rồi cái dây này cho mấy anh chị nè là 45.341.000. Đó là cái dây chuyền nha quý anh chị nha, 45.341.000 dây chuyền nha, tầm khoảng cái 5 thắt nha mấy anh chị. Rồi nhãn đang đeo đúng không, điểm báo đi cho mấy anh chị nè. Ni tay 24 nó dễ lắm, bây giờ chỉnh sửa đường hết trơn à, dễ lắm. Cái này đi số 14, 15 này mấy anh chị. Đi 14, 15 nha. Còn chị nào mà đi nhỏ hoặc đi lớn hơn thì làm Vivo. Một chỉ 8/66. Rồi tiền công xem gì là 29 nha. 10.87.000 chị ơi. Chị bé Mai nè. Tiền công xem có 29 nè. Rồi 10.087.000. 10.087.000 là mình có đôi nha mấy anh chị. Là vàng công ty 9-80 nha. Còn chị nào muốn lên vàng 6-50 nữa thì comment lên cho em. Lên luôn cho mấy anh chị luôn. Chị nào hồi nãy nó lắc tay để mất tiêu không thấy đâu hết trơn vậy. Rồi cái nhẫn này tầm mở đi số 11, 12 mấy anh chị nha. Nói chung là cũng y chang mấy cái này kia luôn. Có chỉnh sửa được hết. Một chỉ 377 nè. Rồi tiền công xe cũng là 29 đúng nha quý anh chị. 7.519.000. Rồi 7519 là mình có đơn nha. Là một cái nhãn kim tiền cho mấy anh chị luôn. 7519. Rồi qua em quá anh chị, qua nha. Rồi có một cái nhãn con keo luôn nè mấy anh chị nè. Nhãn keo vàng 9-80 nha. 1 chỉ 5/75. Rồi tiền công xe cho mấy anh chị là tiền công xe là 29 nha. 8.559.000. Tiền công cũng là 29 nha mấy anh chị. Rồi 8559 là mình có đơn nha. Cái này cũng vậy mấy anh chị ơi, đi tay thì mình có thể chỉnh sửa được hết cho mấy anh chị.
đi ra là có thể chỉnh sửa được hết luôn nha. 8.559 là mình có đơn rồi. Bây giờ mấy anh chị muốn lên gì nữa nè, hôm nay là em có dòng kim tiền nè mấy anh chị. Dòng kim tiền là khoảng tầm khoảng đi 52-54 nha. Vừa trước chị gái nó hỏi em nè. Và một cái dòng bi luôn. À cái dòng bi là đẹp quá nè. Đó. Mấy anh chị thấy đẹp không? Dòng bi nè ha. Dòng bi quá xinh luôn. Rồi dòng bi để đâu đi, thử tay thử nè. Bi này đi 54-56 mình đeo vừa không mấy anh chị nha. Đi 54-56 mình đeo vừa. Cái này là 2.79 nè. Rồi tiền công xe cho mấy anh chị, tiền công xe là 309 nha. Dòng bi ơi, cái này chị ơi, chị đó, chị Nga thì trài sẽ đeo được nè. Trời ơi, cái này là 9.681.000, 9681 cái mấy anh chị nha. Dòng bi móc máy nè. Đó mấy anh chị thấy đẹp chưa? Khóa là khóa hộp luôn nha mấy anh chị nha. Khóa hộp luôn nè, đều hết bi luôn, đều chạy bi hết luôn cho mấy anh chị nha. 9.681.000 là một cái dòng bi cho mấy anh chị luôn. Dòng kim tiền như có cặp nè. Ôi dòng kim tiền có cặp nè. Cái này như 52-54 nha mấy anh chị nha. À, có bông đời tôi mang em xem hả? Đời tôi chị muốn toàn tay sát tay hả chị? 5 phân 9-80 hả? 5 phân trơn hả chị? Phải không chị Chiến Bánh Cục? Trơn hay sao? Trơn không thì chị tới tiệm nha. Còn nếu mà trơn mà kiểu trong này hình như là không có 5 phân rồi chị ơi. Dòng kim tiền em có đi tay số 54 nè. 54 và năm mấy đây? 54 và 56. Dòng kim tiền có 54 và 56 nha mấy anh chị. 54 và 56 nha. Thì tiền cam xe cho mấy anh chị là chỉ có là 300 ngàn thôi. Là 2.377 nè. Dây sắn phụng hả? Dây sắn bụng hả chị? Dây sắn bụng hả chị? Dây sắn bụng mà sợ không có rồi. Rồi cái này là 8.215.000. À, mấy vòng to chỉnh đi được không chị ơi hả? Mấy cái vòng to hả? Mấy cái vòng to ví dụ như đi 48 thì mình chỉnh đi 46 được hả chị nha? Tính em như cặp 52 rồi. Cái này em chỉ còn lẻ thôi chị ơi. Chứ em không có cặp hả chị nha. À, nhẫn hoa nhỏ hả? Nhẫn hoa nhỏ 5 phân là em không có sọn là chị Bánh Cục ơi. Rồi một vòng em có đi 52 và 54 không mấy chị? 8.215.000. Tiền công xe 300 nha. Chị Duyên Cao, cái dây mà dây bụng á, cái dây mà sắn bụng á chị, đeo nó không đẹp á chị Duyên Cao. Phải lạc đạt 1.5 lượng hả? Rồi ok, đợi em xíu có gì đang lên nha. Đây nè mấy anh chị, em có một cái lắc tay kim tiền bản là 2.5 lượng, 8 phân 41 nha mấy chị nha. Tiền công sale cho mấy anh chị á là 2.290.000, 137.955.000, 137.955 là mình có đơn mấy anh chị nha. Rồi 137.955. Lên nhẫn ơi, chị mấy chị muốn lên nhẫn hột trắng hột màu với mấy chị cứ comment rõ cho em đi. Rồi em sẽ lên cho mấy chị từ từ nha. Chị Lê, lấy giùm em trước này đi. Chị Trang Lê, chị Trang Lê vòng cái tay nhỏ đúng không chị Trang Lê? Tay gì nhỏ xíu phải không? Mấy cái dạng vòng hoa được không là chị Trang Lê nè. Chị Duyên Cao, dây mà dây sắn bụng quá chị, mình đeo nó thua lắm chị Duyên Cao. Ví dụ mình chị đeo dây sắn là chị đeo trơn thôi. Và là chị đeo mặt để mà phối với những cái mặt khác được cho chị nha. Chứ còn em thấy gì bi bụng nè. Hai dây sắn bụng nó cũng hơi thôi mấy chị. Đây là mấy chị, cái dòng mà nhỏ xíu luôn nè. Cái dòng đi 50 nè mấy chị. Đi 50 thì mình có nhỉnh được một size hoặc hai size mấy chị nha. Một size hoặc hai size được luôn. Cái dòng chiếc lá 3.23. Rồi tiền công sale cho mấy. Dạ đúng rồi, tiền công sale cho mấy chị. Tiền công sale là 450 ha. Rồi 11.026.000. 11.026.000 mấy chị. Do chị nhỏ con đó, nên là em nghĩ là chị đeo cái nào anh vừa vừa thôi chứ còn đừng có đeo bụng nó thô lắm. 11.206.000. Rồi 11.206.000 là mình có đơn không anh chị nha. Quá rẻ luôn. Ni 50 này mấy anh chị. Ni 50 ha. Ni tay số 50. Chị Nguyễn Phụng, chị chắc chắn lấy cái lắc kim tiền này chưa? Chị chắc chắn lấy thì bây giờ chị ra tiệm đi giùm em nha. Chứ còn anh em không có giữ đơn tới chiều nay nha mấy anh chị nha. Em không có giữ đơn tới chiều nay nha mấy anh chị. Rồi 3.23. Lên nhãn hột vàng đúng không mấy anh chị? Nhớ không vào, ok đợi xíu lên luôn cho. Lên dây liền mặt nhẹ căng đây 4.5 lượng hả. Em có dầm con beo luôn nè mấy chị nè. Dầm con beo nha mấy chị nha. Dầm con beo rồi dầm kiểu hoa luôn nè. Dầm kiểu hoa luôn ha. Còn chị ơi gì đó. Chị Dĩ ơi, chị gì mà tay nó nhỏ này chị chút tiền chút thanh gì kìa. Có những dạng này được không chị? Nhẫn em đeo bao nhiêu hả? Nhẫn kim tiền đúng không chị Mỹ Nguyễn phải không chị? Cái dầm này chị lấy chỉnh đi được không tình yêu?
Chị nó 5kg đó, em đâu có nhỏ con. Ủa vậy hả? 55kg là hơn cái em luôn á chị. Hơn cái em luôn á. Lên đâu em đang đeo đi chi? À vậy rồi. Chị Yên cao, chị 55kg là chị hơn cái em luôn đó. Trời ơi. Chị biết em bao nhiêu ký không? Em có 52-53kg thôi. Mà nhìn em bự vậy mới chạy cho em luôn á. Chị đã liền rồi, ok. Chị ơi, khả ra giùm em cái gì? Ờ. Chị lấy nhầm tối lai hả? Cái gì? Nhẫn con nhẫn con cá phải không? Đúng rồi, nhẫn con cá heo. Nhẫn con cá heo mấy cái gì? Thôi, để nhà cho đẹp mở đi. Cho đẹp á, cho đẹp, mở lắm rồi em chị, cho đẹp. Chị 1m62 rồi, em có 1m5 rồi, mấy giờ bở vậy đúng rồi. Không còn nào ngắn hơn nữa chị. À, chị trang le còn nó không trang le ơi. Em có lượng 7 nữa chị nè, nhưng mà không có 4m5 chị ơi. 4m5 bữa trước em có lên cái lượng rưỡi em bán mất tiêu rồi. Bây giờ cái này là có lượng 7 nè. Có lượng 7 chứ mấy chị. Mà dài khoảng 6 tấc á. Còn gì ta lên gì quá. À lên nhẵn một trắng, ok. Nhãn em đang đây là nhãn con cá heo của chị Mỹ Nguyễn nha. Một con là phun cá, còn con là trơn của chị. Tiền công sale có 29 nè. À, 8.559.000. Có vòng size 59 không em ạ? À? Vòng size 59 là dòng bản to sao chị Anh Dương ơi? Dòng bản to sao chị? Rồi, hôm nay là em có một cái dòng hộp bạc luôn nè mấy anh chị. Dòng hộp bạc nha. Rồi. À đúng rồi, bom đang đeo bóng mạch Lâm Vương. Rồi ok, đợi xíu báo giá luôn cho mấy gì. Bom đang đeo mấy gì nè. Đây ha, em có một cái dạng này cho mấy gì. Đồng tiền, dòng đồng tiền đi 5960 hả? Dòng tiền bản lớn được không chị Anh Dương? Bản lớn được không chị? Được thì tầm khoảng có 8 anh chị. Ok, ram lấy cho. Rồi, bom đang đeo là bom lịa vi cho mấy gì. Em có màu đỏ và màu trắng nha. 2 chỉ 034 nè. Rồi, tiền công xe cho mấy anh chị là bao nhiêu đây? Tiền công xe là 420 thôi nha. Rồi, 7.193.000 Thạch Âm Vương ơi. 7.193.000 mấy anh chị nha. Dạ, cắt bớt bao nhiêu cũng được hết chị Đăng Lê. Nhưng mà cắt bớt là phải phụ phí cho Thảo tình yêu nha. Rồi, 7.193.000 là bông tay em đang đeo. 7.193. Tiền công xe cho mấy anh chị là 420. Sao chị sớm vậy? Được em vậy là ok. Bây giờ bản đồng tiền nha. Rồi chị đợi xíu em nhờ mấy bạn ra ngoài lấy con tình yêu ha. Chị nhờ xíu nhờ mấy bạn ra ngoài lấy cho. Lấy dòng kim tiền bản á, bản cao cao á, mình tầm 8-9 thằng mình đi 5-9-6-10. Rồi cái gì? Nè cho em mượn nè. Không. Trời mấy chị đợi em xíu nha. Còn chị nào mà hôm nay muốn lên nhấn nam không mấy anh chị ơi? Hôm nay nhấn nam đẹp lắm mấy anh chị. Nhấn nam bao đẹp cho mấy anh chị luôn nha. Còn nhấn nữ thì đợi em xíu em lên liền bây giờ cho mấy anh chị cho. Thì lâu lâu em có giới thiệu đồ nam cho mấy anh chị. Đợi xíu em lên luôn cho mấy anh chị nha. Đợi 58-59-60 gì đó. Hốt đại đi. Đây này mấy anh chị nè. Có mấy cái nhẫn con rồng luôn. Trời ơi quá đẹp luôn mấy anh chị ơi. Quá đẹp cho một cuộc tình này nha quý anh chị. Rồi chữ lập luôn nè mấy anh chị nè. Chữ lọc nha, hình con rồng móc máy nha. Rồi hộp trắng luôn, đủ kiểu cho mấy anh chị luôn ha. Rồi có lên như Việt Nam nữa. Rồi chị nào mà mua nhỏ thì vẫn có luôn nha mấy anh chị. Nhỏ vẫn có nha. Rồi nhẫn thạch anh tóc nè mấy anh chị. Thạch anh tóc nha, màu nâu ha. Màu nâu, đá con tỳ hưu. Và màu xanh. Màu xanh phong thủy. Đám nhẫn chỉ lên đi lại đi em ơi. Nó nhỏ, giao giao lấy. À, nhẫn con cá heo nhiêu cân đi bao nhiêu đi tay em bao sai chị BC Nguyễn luôn là đi bao nhiêu cũng được á. Dành kim tiền bản đó, kim tiền bản đó lớn đó, nặng quá kim tiền bản lớn chị. Ừ, bản lớn có 8 chỉ chứ, 8 chỉ rồi. Thôi chế mày nghe nhở bé đâu bé dùm. Rồi cái hộp bạc em thấy rồi chị gái còn nó không chị ơi? Và hộp bạc có đi 445 không hả? Dạ 445 mà chị Ngân Nguyễn không có rồi chị ơi. Bé Sơn Nguyên chị ơi, tiền công xe là 209, 8.559.000.
8559 ngay bên Sơn Nguyễn nha. Đi tay số 17. Thì là đi số 17 cho mấy anh chị. Hiện tại đi 17 nha. À, một tách 7 có lựa tính luôn tiền công là bao nhiêu vậy chị? Đây này chị Trang Lê nè. Móc máy cực kỳ sáng đúng không chị nha. Rồi cái là một lượng 7, một lượng 7 4004. Rồi tiền công sale cho chị là 1 triệu 8 nha. 17 chỉ 4 lẻ 4. Rồi cái này là 59.755.000 chị ơi. Không, cái này tiền công xe cho mấy chị là 1,5 triệu thôi, trừ cho 400.000. Rồi 59 triệu 355 ngàn chị Trang Lê. Tiền công 1,5 triệu chị nha. 59 triệu 355 ngàn. 59355 tình yêu ha, là cái dây khoan đặt. Rồi gì vậy trời, nhẫn nữ hoa mai hơn hai chị đi em á, là vàng 9-10 là 610 hả chị? Ok chị Anh Nguyễn, Anh Dương còn không chị ơi? Em có dòng kim tiền vậy được không chị ơi? Đi tay 58 tình yêu nè, được không? Comment dùm em nha. 8 chỉ 5 phân 54. Rồi tiền công xe cho mấy chị là chỉ có là bao nhiêu đây? Tiền công xe là 8,5 triệu hả chị? 29 triệu 335 ngàn. Rồi 29 triệu 335 ngàn là mình có đơn nha. Rồi một cái nhà vòng kim tiền luôn, đi 58 cho mấy anh chị luôn ha. Vòng kim tiền đi 58. Rồi em có một cái nhẫn vàng công ty 9-10 là chị Ngọc Yên Trần nè, 1 chỉ 995 nha. Rồi tiền công xe cho mấy anh chị là 300 ngàn, 10 triệu 774 ngàn. Tiền công xe là 300 ngàn cho mấy anh chị, 10 triệu 774 là mình có đơn nha. 10 triệu 774. Kìa. Rồi chị Trang, 10 triệu 774. Tiền công xe 300 ngàn. Đi tay hiện tại em đi tay số 15. Đi số 15 nha mấy anh chị nha. Hiện tại là đi số 15. Mấy anh chị vô đông đông này xíu nữa em xeo đùa cho mấy anh chị nha. Xeo chuỗi cho mấy anh chị nè. Xeo tiền công cho mấy anh chị luôn ha. Rồi cái này là vàng xích 10 em ơi hả? Rồi ok. Em có một cái nhẫn hoa mai 9-10 cho mấy anh chị nha. À, nhẫn lên nhẫn đỏ, mặt dây chuyền đỏ size lớn xíu em hả? Rồi ok, để con có lên cho. Dạ con chào Thu Lê. 10 triệu 774 ngàn mấy chị. Phun cá luôn nha, phun cá cho mấy anh chị luôn, rất là xinh luôn. Lên nhẫn đỏ, mặt đỏ. Chị gái ơi, có ông Duy Lạc, ông chị em giặt đi rồi chị ơi, đi dừng qua rồi. Cái chị nào hồi nãy hỏi nhẫn vàng á, lên nhẫn màu vàng còn đó không chị gái ơi? Còn đó không chị ơi? Đây lên nhẫn kim tiền với tới 12 chỉ 18 hả? Rồi ok. Rồi em có một cái nhẫn màu đỏ nè chị Trang Nguyễn nè, 1 chỉ 627 ha. Rồi tiền công sẽ là 509 nha tình yêu, 6 triệu 08 ngàn. 6 triệu 08 ngàn là mình có đơn cho chị nha. Rồi hiện tại là đi tay số 14 là tình yêu nè. Hiện tại là đi 14 của chị nha, mình có thể chỉnh sửa được cái tình yêu ha. 6 triệu 08 ngàn, một cái nhẫn đá đỏ luôn, rất là xinh nè mấy chị. Rất xinh, rất dễ thương luôn nha. Nhẫn kim tiền tròn phải không chị Nguyễn Phụng, đúng không? Đơn chốt là mình em giữ trong ngày hôm nay thôi mấy chị nha, còn qua ngày mai là không có giữ nha mấy chị. Trong vòng ngày hôm nay thôi. Bây giờ cái nhẫn này đi số 15 nè. Đi số 15 của chị nha. Bây giờ xíu chị ra tiệm đây chị coi hướng này mà, nếu mà có lên tay thì em đổi chị. Còn nếu mà không có lên tay thì chị nông ra nha. Rồi kim tiền 2 chỉ nè, 2 chỉ 078. Rồi tiền công sale là 300 ngàn cho tình yêu nha. 11 triệu 210 ngàn. 11 triệu 210 ngàn hả chị? 11 triệu 210 ngàn là mình có đơn. Đẹp gái vô cùng luôn. 11 triệu 210 ngàn như mấy chị ha. Rồi qua mẫu nè. Chị Nguyễn Phụng có lấy comment dùm em nha, ra tiệm lấy liền tình yêu. Rồi em có lên cho mấy anh chị là một cái dây chuyền, một cái chuyền nam luôn nè mấy anh chị. Với chuyền nam Hồng Kông như mấy chị nha, với Hồng Kông ống rồng luôn. Cái này thì em sẽ tiền công cho mấy anh chị là 808 nha.
35 triệu à. Rồi 35 triệu 884 ngàn là mình có đơn. 35.884 là mình có đơn mấy chị nha. 35 triệu 884 là mình có đơn ha. Một cái dây kim, một cái dây kiểu luôn. Rất là sên luôn. Cái gì? Rồi, ok. Em sẽ xem cái nhẫn này mấy cho mấy chị tiền công là 100 ngàn này mấy chị nè. Tiền công là 100 ngàn cho mấy chị nha. Các bạn đi chơi Tết rồi. Ăn cơm chay nha. Rồi qua chốt đi. Rồi, cái này là 4 phân 33. Rồi, tiền công xe giống như là 100 ngàn nha. Tiền công xe là 100 ngàn. 1.542.000. Đi tay số 10 không mấy chị? Thì là đi số 10 nha. Sao? Đi Cường. Đi Cường. Rồi, 1.542.000 là mình có đôi mấy chị nha. Tiền công xe giống như là 100 ngàn thôi. Ngay nào đủ rồi. Rồi, lên một cái nhẫn màu vàng luôn cho mấy anh chị nè. Cái này là 9 phân 32. Tiền công sẽ là 350 mấy anh chị. Nhẫn màu vàng nha, tiền công sẽ 350. Trọng lượng mà là 9 phân 32. 3.454.000 à. 3454. Tiền công sale là 350. Rồi, 1.542.000 cháu Trúc Lê nha. Có chị Lê qua. Rồi, ni tay máy đây. Ni tay số 13. Ni số 13 em mấy gì nha. Ni tay số 13 nha. 3.454.000. Rồi, còn mấy anh chị có muốn lên bông tay không? Hôm nay em có mấy dạng bông tay đẹp lắm mấy anh chị ơi. Dạ, với em bé dạ có chị. Với em bé có chị nha. Chúc Lê vô tiên cho em đi chị gái. Đây này mấy chị nè, bé Táo nè. Hồi nãy giờ mấy chị bình luận quá giờ luôn mà em cũng có lên mẫu chị mà mấy chị chưa được mẫu đúng không? Dây em bé tình yêu nè. Chị muốn lấy dây trơn hay là dây dây kiểu? Rồi nha, cái đây là mẫu đầu tiên là mẫu công khế tình yêu ha. Mẫu công khế nè. Rồi mẫu thứ hai luôn là mẫu dành cho nam nha mấy chị ha. Dây dây xích ha, dây xích khúc. Mẫu thứ ba là mẫu kim tiền. Đó, mẫu thứ tư là mẫu dây dây trơn tình yêu nè. Chị lấy cái nào thì comment giùm em báo giá cho chị cụ thể nha. À, bông tai đi chị, Trúc Biện Thanh bông tai hả? Rồi ok. Đây là mấy anh chị nè. Bông tai bây giờ lên một vàng bông tai cho mấy anh chị nha. Mấy chị muốn lên bông tai á, bông tai toàn ten sát tay nè, để em vừa thối vừa sang kẻ cho mấy anh chị nè. Ê. Rồi em đưa lên ba mẫu trước cho mấy anh chị nha. Mẫu 1 là mẫu bông kẹp hoa mai mấy anh chị. Bông kẹp hoa mai nha. Mẫu thứ hai là mẫu bông bi bông dạng bông điện thoại mấy anh chị. Rồi mẫu thứ ba là bông bạc ngôi sao nha. Bông bạc dạng ngôi sao luôn cho mấy anh chị nè. Rồi màu khay ba lấy nào thầy comment giùm em nha. Lấy mẫu nào thầy comment giùm em cho mấy anh chị nha. Rồi bây giờ em sale tiếp cho mấy anh chị là một cái nhẫn tiền công cho mấy anh chị là 100 luôn nè. Cái nhẫn tiền công 100 nha. Này ni tay số 14 ha. Ni số 4. Rộng rộng thì mình có chỉnh sai chỉnh đi được cho mấy anh chị ha. Rồi 1.043. Hai bao nhiêu em ơi? Rồi ok. Rồi cái này là 3.573.000 nha quý vị nha. 3573. Tiền công xe 100. Trọng lượng vàng là 1.043. Bông khoen tròn toàn ten nha chị. Rồi ok. Bông khoen toàn ten em thấy được rồi. Chị đợi em xíu nha. Rồi 3.573 là một cái đơn nha. Một cái nhẫn một trắng vuông mẫu số 2. Rồi chị Mỹ Nguyên ơi, 1.214 ha. Rồi tiền công sale với mấy chị là 320 nha. Rồi 4.363.000. 4363 là một cái đơn mấy chị nha. Nhẫn đang bông số 2 à. Ok, nhẫn đang ngón giữa bao nhiêu? Rồi ok, đợi xin báo giá mấy chị cho. Rồi cái là một cái dây em bé mấy chị. 4.363.000 nha. Dây em bé. Em lỡ lên dây em bé này em lên luôn cho mấy chị. Rồi, bông tay số 2 nè. Bông số 2 là bông bông dạng bông điện thoại của mấy chị ha. Bông phía bên trước phía bên sau á. 7 phân 2. À, nhãn hột đỏ nãy lên lại em xem rồi ok.
Rồi tiền công sale cho mấy anh chị, tiền công sale là 280 nha. 2.678.000. 2.678 là mình cái đơn mấy anh chị nha. 2.678 là mình cái đơn. À, xem bông em đang đeo vậy là ok chị Nguyễn Cúc. Rồi 2.678 là mình có đơn mấy anh chị. 2.678 là mình có đơn nha. Là một cái mẫu hôm nay số 2 mấy anh chị. Giờ em đang đeo là đi 54 thôi chứ mấy chị nha. Đi 54 nè. Tiền công xe cho mấy anh chị là 926.941. 26.941 cho mấy anh chị nha. 26.941. Chị gì đó. Cái nhãn ngon giữa đợi xin báo giá cho mấy anh chị nha. Còn cái nhà hột đỏ mất tiêu rồi. Rồi em chốt chị Miên Nguyên nè, một cái đôi tay nha. Chị Ngô Thị Phương Ngọc nè. Rồi cái nhà hột đỏ tiền công xe là 509 cái tình yêu. 6.008.000 nha chị. 6.008.000 là mình có đơn nha. 6.008.000 là mình có đơn. Rồi cái lá thì cầm bay nhà em tình yêu ơi. Rồi bông tay toàn ten. Khoan tròn cho mấy anh chị đúng không? Nào. Biết còn không nữa nha. Alo, bộ bạn đi làm cho chú đi không vậy? Đúng rồi. Cho mọi cái bóng dây 18k bạn nào Will. Cái bóng dây, các bạn ơi, năm mới bán hàng vui vẻ không quậu nha. Đây này mấy anh chị, bông khoan là chị Biện Trúc Thanh chị ơi. Bông khoan toàn ten đúng nè chị ơi. Đây mấy anh chị, bông khoan dạng toàn ten tua dài dài nha. Chị tầm khoảng là cỡ 5-6 phân mình có một đôm tay mấy chị ha. Tầm khoảng là cỡ 2 triệu mấy thôi. Rất là dễ thương nha. Đó, chị lấy cái nào thì comment giùm em. Em lên từng mẫu cho mấy anh chị. Rồi lấy cái nào thì comment giùm em sẽ lên cho mấy anh chị chốt nha. Đây đẹp chưa mấy anh chị. Quá xinh luôn ha. Bông tay toàn ten. Đeo chắc chắn lắm mấy chị ơi, mấy cái dạng toàn ten nó rất cực kỳ chắc luôn ha. Cái nhẫn ngón giữa em đang đeo là nhẫn giọt trái tim mấy chị nha. Nhẫn giọt trái tim nè. Trọng lượng vàng là 1.088. Rồi, tiền công xe cho mấy chị là 360 nha. 3.983.000. Tiền công xe 306 cho mấy chị nha. 3.986. À, 3.983. 3.983 là mình có đơn không mấy chị? 3.983 là mình có đơn. À, xem bông là vi đỏ. À, bông lệ vi đỏ. Em quên cho chị luôn chị Nguyễn Cúc. Cái bông tai lệ vi đỏ hả? Lệ vi đỏ đó hả? Bông tai tiền công sale nãy cho bán chị là 420 gì đó. À, có nhẫn kim tiền móc máy 1 chỉ không giờ không. Tiền công sale là 420 vậy nghe mấy anh chị nha. Bông tai lệ vi đỏ này nãy tháo 1 chiếc không tiêu rồi. Ni bao nhiêu em hả? Ni tầm khoảng có 13, 14 quá. Đây là chị Nguyễn Cúc nè. Bông lệ vi đỏ nha. Mấy đứa làm biết đầu luôn á. Đây chị ơi, bông lệ vi đỏ nè. Đó. Thì chị lấy thì comment giùm em đi rồi có gì đi tìm mới tìm giờ chứ còn một cái chiếc tem. Đây đây thấy rồi, thấy rồi. Tiền công là 420 á chị. Tiền công là 420 chị nha. À, 7.193.000. Tiền công là 420 7193. Vòng tay trái anh đi 54 á đeo được không? Chị 56 gì? Vòng tay trái á tiền công là 900. 26.941. Hai mươi sáu triệu 941 nha ma chị Tâm Danh nha. 26.941. Rồi bây giờ em lên một cái bộ này cho mấy anh chị nè. Cái nhẫn giọt để tim đi tay số 10. Đi số 14 đó chị. Đi số 14 nha. Đây này mấy anh chị. Em có một cái bộ chì nồi nữ hoàng luôn rồi mấy anh chị nè. Bộ chì nồi nha. Đây nó có bông tai nè mấy chị nha. Nhẫn vô hột trắng chị đây em xem với nhẫn vô hột trắng nha. Nên 54 á. Nên 54 tình yêu ơi. À.
Rồi Thu Hòa đúng không? Rồi ok Thu Hòa. Xíu nữa mấy bạn gửi hình qua cho mình đó Thu Hòa ơi. Vì hồi tối mấy bạn đi chơi nữa, đi chơi Giáng sinh, đi chơi gì đó. Đi chơi năm mới cái xong mấy bạn đó nghỉ hết trơn rồi. Bây giờ còn mình em với con nhỏ à. Nhẫn đó đi được không? Dạ được, ra đi 1-2 số được anh chị nha. Ra đi 1-2 số được chị. Rồi em lên một cái bộ này cho mấy anh chị nha. Cái này là 4 chỉ 6 x 12, cộng cho một cái nhẫn nữa là 1 chỉ 5 x 76, một cái mặt dây chuyền là 1 chỉ 7 x 89, rồi 1 chỉ 1 x 70, 1 chỉ 1 x 77. Đây mấy anh chị à. Rồi cái này là 9 chỉ 1 x 54 mấy anh chị nha. À, lên như sáng vuông mấy chị, chị Nguyễn Nga ơi. Rồi cái này là 9 chỉ 1 x 54. Tiền công xe nguyên bộ này cho mấy anh chị nha là 2.9 triệu thôi. Rồi 33.383.000, 33.383 quý anh chị nha. 33.383 là một cái bộ này 4 món không quý anh chị. Bông ta là bông mít đẩy nha, là bông mít đẩy như vậy nè mấy anh chị nè. Nhưng mà em không tháo tay bông tay được nha mấy anh chị. Đây nha, 33.383 là mình có đơn một cái bộ. Một cái bộ thế này nha, mà chỉ có 33 triệu thôi. Thì là mấy chị mà trẻ trẻ đeo rất là xinh nha mấy chị nha. Để em đo đi tay số mấy nè. Đo đi thử cho mấy chị nha. Cái vòng 7 chỉ à. Ok, dây sắt vuông 7 chỉ. Mình như có lắm này rồi. Rồi cái vòng mà đi tay số 51. Cái vòng 51 mấy chị nha, đi 50 có thể đeo vừa luôn. Còn chị nào muốn em chỉnh này lên 48 vẫn được nha mấy chị. Muốn chỉnh này 48 vẫn được nha. Còn cái nhẫn đi số 13. Rồi cái nhẫn đi 13 mấy anh chị nha. Còn cái dòng đi 50-51. Đẹp quá mấy anh chị. Rồi em có một cái dòng học bạc nè mấy anh chị nha. Một cái dòng học bạc luôn. Rất là xinh cho mấy anh chị luôn nè. Rồi cái này là 4 chỉ 7 x 45. Rồi cái dòng mà tiền công xe cho mấy anh chị là 509 nha. Cái dòng học bạc là tiền công xe 509 cho mấy anh chị. 16.391.000. Rồi 16.391.000 là mình có đơn không mấy anh chị nha. 16.391 là mình có đơn. Là một cái học bạc nha, đi tay tầm khoảng 52 á mấy anh chị ơi. Tầm khoảng đi số 52 nha. Lên một cái sắn vuông cho chị gái luôn nè. À Tâm Danh ơi, Tâm Danh còn đó không? Hôm qua có mấy cái mặt cái chuyền mới về đẹp lắm này, mua được mặt cái chuyền chưa? Tâm Danh. Cứ mua được mặt cái chuyền như chị. Anh còn nó không nè. Đây mấy anh chị. Rồi dây sắn vuông nha. Dây sắn vuông này là trọng lượng vàng là 6 chỉ 3 x 71. Tiền công sale cho mấy anh chị là bao nhiêu đây? Tiền công sale là chỉ có là 480 thôi mấy anh chị ơi. Trời ơi, rẻ rì luôn mấy anh chị. 21.695.000 ha. 21.695.000 là dây chuyền sắn vuông không mấy anh chị nha. Dây sắn vuông. Còn có một cái mặt túi tiền luôn nè mấy anh chị. Túi tiền màu xanh nha. Ôi vậy hả? Ok, để có mấy mặt cái chuyền mới gì đẹp lắm. Cô lấy lên mấy cái lô mặt cái chuyền mới gì bên chị trước nhỏ vậy. Bông LV có màu tím không? Dạ không chị ơi. Bông LV này có màu trắng màu đỏ thôi. 1 chỉ 1 x 65. Rồi, cái mặt túi tiền này xe tiền công cho mấy gì là 390 nha. Rồi 4.270.000. 4270 mấy chị nha. 4.270.000 là mình cứ đơn. 4270 là mình cứ đơn mấy chị. Là một cái mặt dây chuyền túi tiền màu xanh nha, tiền công sale 390 4270. Rồi chị Nga Nguyễn nè, Nga Nguyễn có dây sắn vuông tình yêu nè. Lấy dây sắn vuông thời kỳ ba nhầm em chị nha. Dây sắn chiều dài là khoảng tầm cỡ 5 tấc đó chị ơi. Khoảng 5 tấc đó chị. Tầm khoảng là 5 tấc à, đo giùm em. Rồi 5 tấc chị ơi. 5 tấc tình yêu ha. Còn chị nào muốn lấy dày hơn thì mình nói quen vào. Chị nào muốn lấy ngắn hơn thì mình chỉnh lại nha mấy chị nha. Rất là dễ luôn ha. Cực kỳ dễ cho mấy chị luôn. Mặt dây chuyền, túi tiền. Đưa cái vòng đang đeo cho chị coi lại nhé. Xên la đào nè tình yêu nè. Dạ bớt nữa thì cắt bớt lại chị ơi. Cắt bớt lại thì phụ phí cho thợ. Chị đồng ý thì mình chốt cái đơn cho chị nha. Đồng ý thì chốt đơn cho chị gái nha.
còn mấy chị muốn cái bông tai mà lịa bay màu trắng đúng không, để em coi có lên cho nè. Bông toàn tay nữ hoàng đẹp lắm á chị anh Ngọc, chị muốn mấy dạng bông tai toàn tay nữ hoàng không, em lên luôn cho mấy chị cho nè. Trời ơi, mấy dòng đẹp chưa mấy anh chị, mấy dòng mẫu mới bao đẹp luôn cho mấy anh chị đó, bao đẹp bao xinh luôn nha. Chị anh Ngọc muốn lấy mấy dạng đó không, em ra em lấy mấy bông tai nữ hoàng cho đẹp lắm. Bông nữ hoàng, bông nữ hoàng gì quá trời. À, ok em giấu cái sáng buông nha. Rồi ok chị vô tin nhắn alo giùm em đi tình yêu ơi. Rồi có gì mấy bạn cứ hình qua chị nha. Rồi có gì chị đồng ý chuyển khoản với bạn chỉnh đi cho chị cho. À, ok cho chị xem nhé, bông tay nữ hoàng. Kêu con nhỏ lấy bông tay nữ hoàng luôn. Vòng mới lên đó hả? Vòng mới lên là dòng nào? Bông tay nữ hoàng á. Dòng mới lên là dòng này người ta. Em đấu lên dòng nào đâu ta? Em nhớ là em có cái dòng chè nồi này chị nè, là cái này nguyên bộ chị. Cái này nguyên bộ chị nha, chứ còn đâu đưa lên dòng nữa đâu. Có cái dòng này đúng không, hay là dòng này? Phải em tình yêu hay là dòng này chị ơi? Chị gì, chị Nga Nguyễn này có muốn mua thêm cái mặt cái chì không tình yêu ơi? Có muốn mua thêm cái mặt cái chì không chị? Muốn hay comment giùm em lên luôn cái mấy mặt cái chì nha mấy chị nha. Rồi Nga Nguyễn vô alo đi chị gái ơi. Vô alo vậy em một cái rồi đấy bạn, cứ hình qua cho nè. Trời ơi, người ta tìm con ong cho nội ơi. Có vòng nữ hoàng đá ba ghế nào xe hôm chi vậy? Vòng nữ hoàng đá ba ghế hả? Chị muốn lấy tài khoản mấy chị? Mani mấy? Đây chị anh Ngọc nè. Em có một bông tai vàng nữ hoàng này mấy chị nè. Nữ hoàng mấy chị nha. Cái này là một chỉ 4 phân 39. Trời, tiền công xe giống như là 590 nha. Trời, 5.382.000. 5382 là mình có đơn không quý anh chị nha. 5.382.000 tiền công xe 590 mấy anh chị. 5382 nha. 5.382 bông tai nữ hoàng luôn. 5455 hả? Rồi ok 5382. Chị muốn mấy dòng bia ghế mà dòng cái nhẫn đúng không? Em có cái bộ này 54 gì đó đẹp lắm. Chị lấy luôn không? Cái dòng này em đưa lên cho mấy chị coi nè, cái dòng lần trước nguyên bộ luôn, 4 món. Mà chơi thì chị lấy dòng cái nhẫn cũng được. Ok không, ra em lấy cho. Cái dòng nó đẹp lắm. Rồi, cái này 5455 là chị nè, tâm danh nè. 5455 là tình yêu nha. Dòng bi 3 màu luôn. Một lượng 5/4. Một lượng 5/4. Rồi, tiền công xe chị là 1.250.000. 36.348.000. 36.348. Rồi 36.348 mấy chị nha. Rồi 36.348. Tiền công là 1.250. Nita là 54 nha mấy chị nha. Nita là 54. Còn chị nào mới 52 thì là hơi rộng xíu mấy chị, vì cái vòng này em không chỉnh đi được. Sao? Nhà ai lấy cái bộ mà bia gái bữa trước á? Không, màu trắng á. Ok, cái bộ đẹp lắm chị, điểm ra em lấy cho, có nó có cái dòng có nhẫn trước chân đồ bộ á. Đây nha quý anh chị ha, đây nha. Đó, mấy chị lấy thì comment lên, chị em sẽ lên luôn cho mấy anh chị cho. Ủa còn ủa, nhập đâu, nhập nó giỏi không lấy cái nào. Ủa cái này nó nhập rồi, đưa quá. Chị anh Ngọc ơi, anh Ngọc, bông tai nữ hoàng tiếc được chị anh Ngọc nè. Còn nó không biết nữa hay đâu rồi nè. Anh Ngọc xinh đẹp, còn nó không nè. Tiền công xe cho mấy chị chỉ có là 485.000 thôi nha. 6.743.000. Rồi 6743 là mình có đơn cho mấy chị. Chị Tâm Danh em đảm bảo là cái bộ này đẹp nhất nhóm cho chị luôn á. Mà mấy là chị chịu không nha. Chứ thấy đẹp lắm luôn á. Nè. Dạ em có nhấn nam mấy chị, tình yêu ơi, chị muốn lấy mấy chị. Lên nhấn nam thì em có lên nha, nhưng mà không biết là có đúng nêu của chị hay không thôi. Chị muốn nhấn nam một trắng một màu khoảng mấy chị. Nhà Tâm Danh đẹp lắm luôn á chị. Cái dòng là 6.1/46 thôi, còn cái nhẫn là gần 2.3 tình yêu nha. Đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi đẹp lắm luôn á chị. Mà cái bộ này tiền công nó hơi cao nha.
Cái này là dòng đi tay số mấy đây? Dòng đi 54. Dòng 54 chị ơi, dòng đi 54 nha. Còn để nhẫn đo đi mấy nè. Ok thì em tính tiền cho. Cái nhẫn đi số 17, 18 tôi đi ơi. Nhẫn là 17, 18 đó chị nha. Nhẫn đi tay số 17, 18. Còn dòng đi 54. Nhẫn bên phải hả? Nhẫn bên phải này hả chị? Nhẫn kim tiền nè. Nhẫn kim tiền tôi đi ha. Vàng chỉ 80 thôi chị. Hai chỉ 8 phân 11. Rồi tiền công sale là 300 ngàn nha. 15.058.000. Lên nhẫn đi 11 hả? Rồi 15.058.000 mấy chị nha. 15.058.000. Tiền công sale là 300 gì á. Dạ, bông cũng mặc cho người lớn tuổi giờ có chị ơi. Ủa chị anh Ngọc còn đó không ta? Chị anh Ngọc còn đó không chị anh Ngọc? Nó đi đâu rồi không biết nữa nè. Khoảng như khoảng 2,5 hả? Hột đỏ sao vậy cũng được hả? Rồi đếm coi. Cho chị mấy đông tay cắm thạch cho người lớn luôn. Rồi nhẫn đi số 11 phải không? Để em đo nè. Đi số 11 sợ hơi nhỏ mấy chị ơi. Sợ nhỏ mấy anh chị. Cái này nên 15 rồi. Rồi chị ơi, có nhẫn nữ hoàng hột trắng đó chị nè. Đi số 11.5, 12 là tình yêu nè. Nữ hoàng đó chị nha. Ờ cái bộ đẹp mà. Lấy đi. 9 phân 12. Rồi tiền công xe cho mấy anh chị là tiền công xe là 300 ngàn nha. 3.337.000. Tiền công xe là 300 ngàn. 3.337.000. Rồi 3337 là mình có đơn mấy anh chị nha. Rồi một cái hộp trắng nữ hoàng luôn. Cô nói là 6 cháu không mấy anh chị? 6 cháu nha. Rất là xinh luôn. Dây liền mặt đâu có lên đâu. Đồng. Lấy đi. Rồi dây liền mặt nhẹ căng đại một xíu gì thôi để em lấy cho. Rồi cái này đi số 12, 13 này mấy anh chị nè. Đi mấy đây. Đi số 12, 13 mấy anh chị nha. Còn mình em 11 thì mình chỉnh sai lại nghe mấy anh chị. 8 phân 46 nè. Rồi tiền công sale là 309 nha. 3.207.000. 3207 là mình có đôi nha quý anh chị nha. Tiền công sale là 309. 3.207. Rồi 3207 là mình có đôi nha. Còn mấy chị mà dây liền mặt cái đợi xíu con nhỏ lấy cho. Đẹp lắm mấy chị ơi. Con nhỏ đó kêu đẹp lắm. Rồi bông cảm hạch cho mẹ nè mấy chị nè. Chị Thảo Linh nè. Bông thạch nha mấy chị nha. Vàng công ty 610 6 phân 1. Tiền công sale là 250 mấy chị nha. Bông đích tặng luôn. 2.281.000. Tiền công sale chỉ có 250 thôi mấy chị. 2281 nha. 2.281 là mình có đơn. Bông tay cẩm thạch. Rồi lên một mẫu nữa cho chị dễ lựa chọn nè. Rồi bông cẩm thạch đồng tiền luôn nha mấy chị nha. Đích vặn luôn. Cái này thì nặng hơn xíu. 9 phân 51. Rồi tiền công sẽ là 350 nha. 3.517.000. Rồi 3.517 là mình có đơn nha quý anh chị. 3.517.000 là mình có đơn nha. 3.517 mấy chị ơi. Lấy thầy comment giùm em nha mấy chị. Lấy thầy comment giùm em nha. Sẽ lên luôn cho mấy anh chị nè. Rồi em lên một lóc tay kim tiền luôn cho mấy anh chị nha. 2 chỉ 3 phân 04. Tiền công xe giống như là 409 nè. 8.162.000 nha. 8.162 là mình cứ đơn. 8.162 là mình cứ đơn nha quý anh chị. À, lắc tay kim tiền. Rồi em có 3 cái nhẫn vàng công ty 9-80 luôn nha. Cái này thì nó là kim tiền ha. Nó có màu xanh dương, màu xanh dương, màu đen và màu đỏ. Tiền công xe giống như là 300 ngàn nha. Tiền công xe là 300 ngàn. Thì là 1 chỉ 20 mấy nè. Tính là 1 chỉ 23 đi. Rồi cái nhẫn kim tiền này, thỏi vàng này là 6.758.000. Tiền công xe là 300 nha quý anh chị. 6.758 nha. 6.758 là mình có đơn ha. 6.758 là mình có đơn. Ni tay là ni trung bình nha mấy anh chị, ni 1, 12 nha.
còn chị nào mà ni lớn hơn thì mình có thể chỉnh sửa được. Ủa mấy chị thấy em không dạ mấy chị? Thấy em không dạ? Ở đâu mà đẹp quá vậy? Hả? 6758 màu đỏ. Rồi ok em chốt chị tái táo màu đỏ đi 17 nha. Ví dụ nếu mà không có đúng đi mình chỉnh sửa lại cho chị tái táo nha. Rồi em còn hai màu này mấy anh chị, 6.758.000, 6758 cho quý anh chị nha, tiền công xe 300.000 à. Ôi có mấy gì liền mặt mới về nè mấy anh chị nè. Trời ơi cái gì liền mặt nó đẹp. Đây mấy chị ơi, em có một cái dây liền mặt chè nồi luôn nè mấy anh chị. Trời ơi nó đẹp quá. 6.637 nha. Rồi tiền công xe cho mấy anh chị là cái dây chè nồi này là 450.000 nha quý anh chị. 5.901.000 tiền cái gì. Trời ơi ngăn ơi. Rồi tiền công xe là 450.000 nha. 5.901.000 dây liền mặt chè nồi nha. 5.901.000 là mình cứ đôi nha quý anh chị. Đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này phía sau của nó có tăng đôi luôn nè mấy chị nè. Mình muốn đeo dài đeo ngắn đeo nha. Đầy bên chứa à. Có ghi rồi có ghi rồi. Rồi còn một cái yêu sai lầm nữa mấy chị ơi. Dây vòng nhẹ căng đi em hả. Rồi ok có luôn. Dây đi phụng thì có tầm khoảng 1kg. Khoảng 1.5kg mấy chị nha. Để đi đó đó mà. Khoảng 1.5kg được không chị gái ơi. Được không thì em lên cho nè. Rồi có một cái dây yêu sai lầm luôn cho mấy anh chị luôn. Công xe 359 nha quý anh chị, 1.08 nha. Rồi cô lấy dây, ok cô, 3.986.000. Rồi dây yêu sai lầm là 3.986 nha. Tiền công xe là 350.000. Giờ cái bạn em đeo gì xem kỹ lại. Đây là tâm danh nè. Tiền công xe là 95.000 nha chị. Rồi cái dây yêu sai lầm mấy anh chị ha, 3.986.000. À, cô lấy cái liền mặt ra con thấy rồi cô ơi, 3.986 cho mấy anh chị nha. Có sao cô nhớ là giá tiền giùm con như nó dễ nha. Dây liền mặt chè nồi. Rồi em có một cái dây liền mặt cỏ bốn lá hiền đen luôn nè mấy anh chị. Rồi tiền công xe là 209 nha, 1.012. Rồi 3.560.000. Tiền công sale là 209 nha quý anh chị. 3.660.000 nha. 3660. 3660 là mình có đơn nha, là cái dây liền mặt cỏ bốn lá 3660. Cái vòng 7.85. Tiền công sale 900. Rồi, cái vòng này á, giờ con biết rồi cô, dây liền mặt chà neo đúng không cô? Cái vòng này là 27.541.000 á chị ơi. 27.541 của tình yêu nha. Cái dòng này là 27.041. Cái dòng xây 3 màu nè. Ở ngoài trường tầm tầng tiền công khoảng 2 triệu mấy đó chị ơi. Đây là chị nè, em cho chị coi rõ cho nó dễ nè. Dạ rồi đúng rồi cô. Rồi tiền công chỉ có 95.000 thôi, 26.941.000. Móc máy viền hết luôn nha mấy chị nè. Móc máy hết luôn nha. À cô vô alo đây, vậy là ok cô. Cô có hôm nay giờ nào toàn tay như cô Thu Lê. Cô có cho con lên luôn cho cô cho. Đẹp lắm á chị Tâm Danh lấy đó, chị Tâm Danh lên 54 tình yêu ơi. 54 con chị nha. Còn chị xin đi Phạm ơi, lựa được dây cho chị lựa được dây liền mặt chưa? Lựa được dây liền mặt chưa tình yêu ơi? Gỡ rối cái gì nè. Trời. Em có một cái dây dạng quả châu kim tiền luôn nè mấy anh chị nè. Châu kim tiền liền mặt nha, 1.275. Rồi dây với mặt luôn em sẽ tiền công cho mấy anh chị là 209 nha, 4.536.000. Tiền công sale 209 cho mấy anh chị thôi. Rồi 4.536 nha mấy anh chị. 4536 là mình có đơn nha. 4536 là mình có đơn. Đó. Chị xin đi Phạm ơi, được chứ tình yêu ơi. Lựa được chứ với chị. Được thì comment giùm em nha. Rani 56 được phải không chị? Được chị, Rani 56 được có tình yêu ơi. Nếu mà chị lấy đi tay đó thì Rani 56 được hả chị?
đây nè mấy anh chị nè. Rồi em có lên là một cái dây liền mặt đôi nha mấy anh chị nha, dây liền mặt đôi luôn, thương hiệu là đủ thương hiệu cho mấy anh chị nè. À, chữ hờ nha, chạy nầu nha mấy anh chị, CD ha. Rồi trọng lượng thì là 2 chỉ 4 phân 63, 2 chỉ 4 63. Chị lấy chị ơi, chứ còn dòng mà nó chỉ có 50-54 là nhiều nhất các chị, chứ còn 56 hiếm lắm. Tiền công sale là 530 nha quý anh chị nha, tiền công sale là 530. Cô Lê lấy cái dây này luôn cũng đẹp rồi Thu Lê nè. Rồi 8.732.000, 8732 là một cái đôi nha mấy anh chị nha, 8.732. À, chị lấy vòng nói giúp đỡ về cái tiệm nha. Rồi ok chị, chốt đi, cái dòng nó đẹp mà, trời ơi suy nghĩ gì không biết nữa. Tiền công có 900.000 à, tao có xây không, tiền công không, cái dòng nó cũng không, 7-800 ở tình yêu rồi, xây giờ nó mắc lắm chị. Rồi cái dây này là 8732 không chị nha, 8.732 là mình có đơn nè. Tâm danh vô alo, cái dòng vô alo bên con nhỏ hình cái dòng qua chị nha, suy nghĩ nữa, cái dòng cũng đẹp mà. Dòng kiểu gì? Đồ cái dòng mới tháo xuống đường. Chẹo cắn ống tâm nè. Cái dòng chị đang đeo nãy á. Tại dây chuyền. Ống hồng còn màu nào không? Kim Ngọc. Kim Ngọc bán đi. Tôi sắp xếp đồ lên đi. Đồ ra cái gì vậy Kim Ngọc? Bông cái gì vậy? Không có hả? À đúng rồi, đúng cái dòng đúng rồi. Rồi bây giờ để em dẹp cái dàn cái 10 qua một bên mấy chị nha. Bây giờ em lên hậu tụ bông tai cho mấy anh chị nè. Chị gái mà cái dây chuyền mà tư phụng nó còn không chị ơi? Chị gái xinh đẹp ơi, còn nó không chị? Còn nó không? Cô thấy có muốn mua bông tay toàn tay không nè? Bông tay toàn tay không á, cô lên bông toàn tay nha, cô chốt luôn. Rồi bây giờ lên cái gì nữa mấy chị, comment lên cho em nha mấy chị. Trời ơi cái bông tay nó bự. Trời ơi quá trời luôn nha. Có cái mặt ý để trong đồ đặt cọc á. Rồi cái này nhẫn màu vàng mấy chị nha, nhẫn màu vàng đi tay số 12, nhẫn màu vàng đi tay số 12, tiền công xe cho mấy anh chị là bao nhiêu rồi chị? Rồi tiền công xe giống như là 270 em quý anh chị, tiền công xe là 270 nha, 2.255.000. Rồi 2255 là mình có đơn nha quý anh chị, 2.255.000 là mình có đơn nha. Đó chị lấy thì comment giùm em là cái nhẫn màu vàng này xinh nè. Ôi, cái bộ chị nào đéo đẹp ta. Em có một cái bông tay ba màu luôn mấy chị, bông ba màu ha, trọng lượng và là 1 chỉ 5 phân 35. Rồi tiền công xe cho mấy chị là 490 nha, 5.602.000. 5602 là mình có đơn nha quý anh chị, 5.602 là mình có đơn. Lên một mình hả? Cái dòng có rộng không? Lấy lại cái dòng coi. Rồi 5.602 là mình có đơn nha quý anh chị, 5602 là mình có đơn nha. Lấy ra thầy comment giùm em luôn. Trời ơi cái nhẫn chạy nào bao đẹp mấy anh chị ơi, nhẫn chạy nào bao đẹp cho mấy anh chị luôn nha. Cắt đi nhỏ lại chị á. Năm mươi hai luôn á mà con, bây giờ chứ cắt đi 50 gì, 52 á, chuẩn đi 52 luôn á. Cái đó là 52 đó, bây giờ cắt nhỏ lại đi chứ còn cái đó 52 chuẩn luôn á. À, có vòng lưới si hai màu không chi, có gì xem hả? Vòng lưới si hai màu như có nhưng mà sợ không có đi của chị á. Rồi em có một cái dòng cái nhẫn chạy nầu luôn nha mấy chị. Phone dài luôn nha, quá dài luôn mấy chị ơi. Rồi, cái này là 1 chỉ 5 phân 41 nè. Rồi, tiền công xe là 350 nha, 5.482.000. Tiền công xe 350 cho mấy anh chị, 5.482 nha. Cái này đi tay số 12 nè mấy anh chị, đi số 12 nha, 5.482. Nó nhỏ, 5.482 tiền công xe 350.
Rồi 5.482 tiền công xe 350 cho mấy anh chị nha. Rồi tôi lấy luôn cái nhẫn này đi cô nè. Lấy luôn này đi cô, con nghĩ là cô đeo vừa đó. Cái nhẫn đẹp quá nè cô nè. Trời 5.482 nha. Trời ơi cái nhẫn này nó bự rồi mấy anh chị, mình đi nhỏ xíu luôn nè. Có chị nào đi nhỏ không? Đi 9 đi 10 không nè. Rồi em có một cái nhẫn nữ hoàng đi số 10 thôi mấy anh chị ơi. Đi số 10 nha mấy anh chị. 2.248 nha. Rồi tiền công xe cho mấy chị là chỉ có là 409 thôi. 7.976.000. Tiền công 409 đi số 10 nha mấy anh chị. Đi số 10 nha. Thôi em chào chị. 7.976.000. 7976 nha quý anh chị nha. 7.976.000. Chị hôm nay muốn được thêm gì nữa không chị? Hồi sáng em lên rất tay kinh tiền 2 lượng rưỡi đẹp ghê chị. À cô Lê nè. Con có lắc vàng 90 nè cô nè. Cái này đi nhỏ cho cô nè. Quên luôn chứ. Rồi 7.976 ni số 10 nha quý anh chị. Ni số 10 thôi nha. À, bên tiệm mình còn xi men 52 á. Dạ em không có rõ nữa chị Phụng Trăng ơi. Mà xi men 52 thì lúc nào cũng còn á chị nha. Đây nè cô nè. Cái này đi nhỏ cho cô luôn nè. Cái này là một lượng. Trời ơi cảm ơn chị Tiền nha. Cái này là một lượng nè. Không phân 14 nè mấy anh chị. Vàng chỉ 80 nha. 52-50. Trời tiền công xe cho mấy anh chị là chỉ có là 850 thôi. Rồi 53.424.000. 53.424 quý anh chị nha. 53.424.000 là mình có đơn. Đẹp lắm đó cô Thu Lê ơi. Cô lấy đi cô Thu Lê nè. Cái lát này cô đeo vừa đúng không cô? Bữa trước chú đeo rồi. Bây giờ cô chưa có đúng không? Cô lấy ngày đây. Ít bữa con lựa thêm cho cô có dây nữa. Rồi 53.424.000 nha quý anh chị. 53.424 là mình có đơn nha. Đẹp quá trời luôn rồi. Quá trời quá đắt luôn mấy anh chị. Lắc tay phân lạc đôi mấy anh chị. Để bữa nào vàng với tấm môi dây chuyền đẹp quá à... Ok chị, ok chị nha. Rồi, cô Thư Lê lấy luôn đi cô. Đừng có ngại ngùng nha cô nha. Lấy đi cô ơi, cái này đẹp quá nè cô nè. Rồi, cái này chỉ có là 53.424.000 thôi. Rồi, quay mấy chị nha. Kiểm tra giùm em đi. Dạ, bây giờ em đang làm rồi không kiểm tra được chị Phụng Trăng ơi. Có làng khách ở tiệm đông lắm chị gái ơi. Bây giờ, nhiều lúc bây giờ em báo còn. Mà trưa nay khách ra tiệm mua 4-5 bộ nữa. Thì cô biết được anh tự nha chị nha. Thế là có gì đánh thủ ra tiệm hôm nay đi chị. Alo, tới Mỹ rồi, đã có em tới rồi cho Mỹ. Ơi, ngón trỏ có hộp màu xanh lá không hả? Hỏi thăm khách ở đâu lên giùm chị nha. Trời, nhà ngón trỏ có màu xanh lá không hả mấy chị? 354. Hình như là không rồi chị ơi, có xanh dương được không chị gái? Đang dính đi mà. Ngồi đi vậy? Đây chị ơi em có màu xanh dương được không chị gái ơi? Màu xanh dương được không chị? Trời cái là một chỉ 8.47 cho mấy chị nha. Ôi con chị Nam không hết rồi. Em đi. À, em biết rồi, biết rồi, chị đẹp chị lấy 3 lượng đúng không, em biết rồi. Rồi em có một cái dây đeo phụng này như chắc khoảng 5 tắc quá. Ờ, đúng rồi mấy chị nè, chị Phượng Đỗ ơi, chị Phượng Đỗ có đâu không chị Phượng Đỗ. Hồi bữa trước Phượng Đỗ hỏi dây đeo phụng 5 tắc đúng không nè. Trời ơi, mấy hôm nay có lên like em coi không nữa. Buồn. Đây nè mấy anh chị ơi, em có một cái dạng dây ép nè mấy anh chị. À, cho chị xem mấy nhà hộp to màu trà đi em đi 13 hả. Đây nè mấy anh chị nha, em có một cái dạng dây ép nè mấy anh chị nè. Dây ép nha, dây ép này thì em có cho mấy anh chị để coi là mặt trước và mặt sau luôn ha. Cái này mặt trước của nó là chữ đời tôi ha. Mặt sau là móc máy nha quý anh chị. Tiền công xe là 408 nha. 8.628.000. Trọng lượng vàng là 2 chỉ 3.68 nha mấy chị. 2 chỉ 3.68 nha. Dễ thương chưa mấy anh chị? Quá đẹp ha. Ni 13 nhẫn màu trà là đây này không có đâu chị ơi.
có trong cái đồ ấy á, đồ ấy á. Đồ ấy đồ Việt Nam đó, có mặt chứ quê, đồ ấy á, có mà. Đồ quê mặt túi tiền nhỏ. Rồi, cái này 8.628.000 nha mấy anh chị. Rồi, qua một cái này. Trời ơi, có cái mặt lì vi nó bự nè mấy anh chị. Mặt lì vi tầm 3 chỉ nha mấy chị nha. Tầm khoảng 3 chỉ. Rồi, cái này tầm khoảng 3 chỉ nha quý anh chị. Là một cái mặt lì vi nha. Trọng lượng là 2 chỉ 9 phân 13. Rồi, tiền công xe cho mấy anh chị. Tiền công xe là 750 nha. 10.450.000. Tiền công xe là 750. Rồi 10.450.000 là mình có đơn nha. 10.450.000 là mình có đơn. Rồi em chào anh trai Đặng Khanh nha. Chúc anh năm mới phát tài nha anh trai. Ui cái mặt nó đẹp trời ơi. À, có dây năm tấc. Có dây năm tấc hả? Dây năm tấc là dây đưa phụng được không chị Nguyễn Hằng ơi? Trời ơi, cái mặt nó đẹp rồi mấy anh chị. Tầm khoảng 1.5 kg nha mấy anh chị nha. Trời ơi, nó xinh. À, mặt đó, cái mặt bự lắm á cô ơi. Quá bự luôn. Cái này cô xỏ vào cái dây 2 lượng cũng được nha cô nha. Xỏ vào dây 2 lượng cũng được đó cô. Bự ghê luôn nè. Tiền công 759 nè. Nhã hột vàng bao nhiêu hả? Nhã hột vàng là 2.255.000 trên hình. Tiền công sẽ là 270 chị ơi. Cái dây này xỏ vào cái khoen dây 2 lượng cũng được nha cô. Trời ơi nó bự. Cô lấy đi, cô lấy đi, cô xỏ vào cái dây của cô đó. Cô có cái nhẫn lệ vi chưa con Rang? Lấy cái nhẫn cho cô giống như trai này luôn nè cô nè. Cô có chưa? Ni bao nhiêu hả? Chắc ni 12, 13 gì vậy chị ơi. Nè cô nè. Cô Thu Lê. Trời, tiền công là 750 nha cô nha. 10.450.000. Dạ đúng rồi, GF là vàng 18 tình yêu ơi. Ok cô lấy. Cô lấy cái nhẫn lệ vi luôn không cô? Con Rang lấy luôn nhẫn lệ vi cho cô nè. Cô ơi, lấy luôn không cô ơi? Lấy luôn nhẫn lệ vi không? Lấy luôn nhẫn lệ vi hay bông tai lệ vi luôn không? Con Rang lấy luôn cho. Có đẹp quá mà. Có đẹp mà. À, lên mặt nhỏ đi em ha, chị Nguyễn Lan Lan. Lên mặt nhỏ tầm khoảng bao nhiêu vàng hả chị? Dạ ok cô lấy mặt. Ý là con hỏi cô muốn lấy nhẫn đúng không? Con ra ngoài con lấy thêm cho cô á. Rồi em có một cái mặt nhỏ nhỏ anh xin này mấy anh chị. Khoảng 1 chỉ hơn nha. 1 chỉ 174. Nhẫn bên tay phải em đang đây là bao nhiêu hả? Vậy rồi. Cái này là tay phải em đang đây là 8/82 không quý anh chị nha. 8/82. Tiền công em xe cho mấy chị là 350. Vậy rồi, cái nhẫn này là 3.287.000. 3287 là mình có đơn nha quý anh chị nha. 3.287 là mình có đơn nha. 3287. Tiền công là 350 nha mấy chị. Tiền công chỉ có 350 thôi. Ờ mặt đó không? Cái mặt đồ đạc của chị em nhập phải chưa? Ở đây đây nhà chị có cái lưỡi trước đây. Ủa, nó đưa cái gì con chưa? Tao lấy riêng mà. Chị Tâm Danh còn nó Tâm Danh ơi. Alo, chị Tâm Danh xinh đẹp ơi, còn nó không nè. Mấy anh chị ơi, mình thấy gì chưa mấy anh chị? Chị ơi, Hồ Mỹ Loan nè. Hồ Mỹ Loan ký mặt trời nào đúng không? Mấy bữa trước không có, hôm nay mới về hàng nè mấy anh chị nè. Trời ơi nó đẹp. Trời ơi nó đẹp nghe mấy anh chị nha. Đẹp quá trời quá luôn. Dạ đúng rồi, chị Tiền Sunny. Ví dụ như mà chị mua vàng trên live á, mà chị muốn đổi á, là vàng đổi ngang vàng bộ tiền công của chị nha. Nếu mà đồ bỏng của chị á, là một chỉ là bộ 50 ngàn nó trên live à. Còn nếu mà chị ra tại tiệm như đổi á, là vàng đổi ngang bộ tiền công tình yêu ha. Tâm Danh nè, trời ơi nó đẹp chị ơi. Nó đẹp quá Tâm Danh ơi.
bông có hạt bao nhiêu một đôi hả? Dạ tầm khoảng có 2 triệu mấy đến 3 triệu mấy chị người vô hình ơi. Trời ơi nè, Tâm Danh nè, chị lấy cái mặt đi Tâm Danh nè. Cái mặt này 3 chỉ 821 nè. 3 chỉ 821. Rồi, tiền công sale là 1 triệu 190. 13 triệu 914 ngàn. Rồi, tiền công là 1 triệu 190 các mấy chị. 13 triệu 914 ngàn. 13 914 mấy chị nha. Rồi em cảm ơn chị Tống Mai nha. Trời ơi cái mặt nó đẹp mấy chị ơi. Nói chung vàng cũ mấy anh chị đổi á, mà chỉ có đổi là đơn không đồng là đổi không được thôi. Là vì đơn không đồng là mua bằng tiền mặt các mấy anh chị. Còn sau này mình đổi là vẫn đổi ngang bằng tiền công hết nha mấy anh chị nha. Chứ không có gì ảnh hưởng hết. Rồi 13 triệu 914 ngàn. Nè nó đẹp rồi mấy chị. Thấy cái mặt đẹp chưa mấy chị? Trời ơi, mặt giọt nước nữ hoàng quý anh chị nha. Mặt giọt nước nữ hoàng. Quá xinh luôn. Rồi chị lấy ra comment giùm em nha. Bây giờ qua cho mấy anh chị nè. Bông hạt là chị người vô hình nè. Bông ít vặn luôn nha chị nha. 6x61. Rồi tiền công sale là 290. 2 triệu 491 ngàn. Tiền công là 290 nha quý anh chị. 2491. Rồi 2 triệu 491 là mình có đơn nha. 2491 là mình có đơn. Rồi 2 triệu 491 ngàn nha quý anh chị nha. Rồi em có một cái đôm tay con cong rồi mấy anh chị nè. Bông tay con cong nha. 1 chỉ 106. Rồi tiền công xe cho mấy anh chị là 490 nha. Bông là bông có đẩy nha quý anh chị. Bông là bông có đẩy nha. Tiền công là 490. 4 triệu 173 nha. Rồi 4173 nha quý anh chị nha. 4 triệu 173. Bông tay con cong. Con cong nữ hoàng. Rồi bông có hạch phía dưới. Bông mùa u luôn quý vị nha. Bông mùa đích bạc luôn. Có mẫu cẩm thạch không chị? Dạ có luôn chị. Rồi em cảm ơn chị Sammy An Nhiên nha. Trời ơi mày đổi tên nữa hả. Rồi bông này bông bông đích vặn bông gì đó, bông cẩm thạch. Bông có hạch đích vặn mùa u không mấy chị nha. Đây người xưa người ta gọi là đích mùa u không mấy chị nè. Rồi giống như thế này nè ha. Rồi tiền công sẽ là 320 nha. Có mà con công không hả? Dạ có, con công có mấy màu lận. Để em ra em lấy cho. Cho mấy mẹ con công đi Lê Mô ơi. 2 triệu 315 ngàn. Có mấy mẹ con công. Rồi 2 triệu 315 ngàn. À, chị mới đổi tên lại nè. Trời ơi. Dạ khi nào những anh chị nào mà chốt online thành công á, thì mình là có được giá vàng trên like nha. Còn ví dụ giá vàng mà mấy anh chị tư vấn tại tiệm á, thì là mấy bạn hãy tính giá vàng tại tiệm cho mấy anh chị ạ. Rồi trên like thì em bán giá xe quý anh chị 2 triệu 315 ngàn. 2315 là mình có đơn nha quý anh chị nha. Mà con cột đó là hàng khách đặt đó chị. Chị Trinh Hình ơi. Mà con cột là khách đặt chứ còn em hết con cột rồi. Con cột nhỏ em hết rồi. Chỉ còn con chuột của con gà thôi mấy anh chị ơi. Chứ không chừa con gà thôi. Trời ơi em chào chị con bướm xinh nha. Em chào chị con bướm xinh. Kêu mấy đứa vô nhắn tin cho cô chuyển khoản hả? Trời ơi kêu mấy đứa vô nhắn tin cho cô chuyển khoản. Trời ok cô. Cô chuyển khoản đi coi, cô chuyển khoản đi không sao đâu. Cô biết sao hôm qua mấy đứa nó đi chơi, nó đi gì đó. Nó đi đón thôi, đón vô thừa. Cái nó nghỉ hết trơn rồi cô ơi. Chị con bướm xinh dạo này chị không có lấy mấy bông tai vàng 6-10 chị con bướm xinh nè. Dạo này bông tai nữ hoàng đẹp quá chị ơi. Bông nữ hoàng bao xinh luôn mấy anh chị. Đẹp chưa mấy anh chị? À, bao xinh luôn mấy anh chị nha. Vòng tay trái là vòng đầu chị ơi. Em không có bán lẻ hả chị nha. Đây là chị con bướm xinh. Chị có lấy vàng 6-10 không? Dạo này một năm nay luôn á là chị mua toàn vàng ý không à. Chị đâu có lấy vàng 6-10 đúng không? Rồi bây giờ lên cái mặt con công. Đây nè mấy chị. Con công nữ hoàng. Cô đúng rồi đẹp lắm chị. Lâu lắm rồi em không thấy chị mua vàng 6-10. Trời ơi thấy chưa nè. Trời ơi nó có cái mấy cái mặt nha. Nó có hơn 10 triệu rồi chị con muốn xin. Quá đẹp luôn ha. Có hơn 10 triệu à.
Đây nè mấy chị Thiên Kim nè, cái này là em bán dòng với lại nhẫn với lại bông với mặt với mấy chị nha, em bán nguyên bùa các mấy chị, không bán lẻ nha. Chị ơi, ai chơi vàng ý rồi, ít mua vàng thế là 10 lắm. Trời ơi, người ta đang bán vàng thế là 10 mà. Em buồn chị nha, em buồn chị nghe hồi anh tiền nha, trời ơi. Đây nè chị gì đó, Tâm Danh, cái mặt con tâm ngũ sắc nha mấy chị, trọng lượng vàng khoảng 3,4 nha. Tết tới bận quá, ai rảnh xem like. Vậy hả cô, Tết giờ mới rảnh xem like, trời ơi. Cô làm gì đâu mà bạn cô liễu. Mới có 6 giờ đóng cửa tắt đèn rồi nằm coi like, trời ơi. Rồi cái này là mà con công màu tím có 2,4 nha quý anh chị, tầm có 2,4 nha. Nè cô liễu nè, cô có bộ này chưa nè cô liễu nè, cái bộ này dòng đi 50 nè cô nè, còn nhẫn là tầm khoảng 12-13 nha cô nha. Cái này con chỉnh đi được luôn, lên cái bông tam giác rồi ok chị yêu luôn. Có con cái gì, con công có hột màu vàng không? Dạ không chị ơi, em có hai màu đó. Cái này chị con bướm xinh, cái là tiền công có 485.000 rồi chị ơi, 6.743.000 mấy chị nha, 6743 là mình có đơn. Nó cũng nhanh mạnh đó mấy chị, nó có 1,8 mà lưu ngồi có tầm 2 chỉ hơn chứ mấy, rất là dễ đeo mấy chị nha. Trời ơi xinh có mấy chị ơi, nói đấy chị con bướm xinh đẹp lắm hả chị. Rồi 6.743.000 nha chị con bướm xinh, trời ơi lâu lắm rồi chị yêu của tôi mới chốt được một cái đơn 610. Con công không có màu vàng, chị muốn lấy thêm bông tai nữa không? Bông tai nữ hoàng đẹp lắm luôn á, 610 á chị. Đâu đưa cô xem, đây nè cô, kêu cho lấy giùm mấy cái bông tai nữ hoàng đi, bông tai nữ hoàng tấm tấm cho chị con muốn xin. Trời hôm nay chiếu ngủ em, mà hôm nay mùng 1 em đúng số rồi mấy chị, mùng 1 hôm nay đúng số rồi. Quá trời đúng số rồi. Đây nè cô, đẹp lắm luôn á cô, cái này tiền công sale có 2,9 một bộ à. Bông mà bông có đẩy cho cô nha, còn nếu cô mấy bông thì cô để lại cho con, trừ cho cô là tiền công là 300.000 đó. Hôm nay con mùng 1 con sale tới bến nha mấy chị luôn nè, mùng 1 sale rẻ mấy chị. À không có vòng si hay màu hả chị đẹp? Không có, không có, không có. Trước là nhớ có vòng si hay màu á, đi 56 gì vòng lưới gì đó, nhớ là có gì đó mà bây giờ không nhớ nữa, có hay không nè. Đây nè mấy chị nè, đây là cô nè, tiền công ví dụ nếu mà cô không lấy bông tay thì bông tay như vậy nè cô. Xi măng kim cương 4 chỉ là có cái gì nha, giờ có gì đó. Bông tay là bông đứt đẩy nha mấy chị, bông đứt đẩy nha. À đúng đây chị, mà kiểu đó chị không thích nè. Này cái nó 50 thôi mấy chị ơi, này 50 mấy chị nha, coi lại dây ép nha. Rồi ok, rồi cho con có dòng gợn sóng hai màu đi, 56 nếu có nha, còn không có thì hàng chỉ đi cũng được. Đây là cô tài liễu con qua nha mấy chị nha, con qua nha. À hồi nãy chị hỏi em bông tai lệ vi nè mấy chị nè, bông tai lệ vi khoen nè mấy chị, rất là modern luôn nè mấy chị nè, cực kỳ modern nha. Đây bông tai nữ hoàng luôn nè chị con muốn xin. Chị ơi đợi em xíu, em đi lên loại dép chị coi nha. Đây để em đưa một vàng hoa hậu lên cho mấy chị coi nè. À, có bông bi chà nồi không hả? Bông bi chà nồi như là có vậy, có nha, hình như là có, nhớ là có thì mà không biết bán chưa nghe tình yêu. À, mặt em đeo hả? Mặt em cầm giá sao hả? Mặt nào vậy? Mặt nữ hoàng phải không chị? Lên đây đòn. Đây nè chị con bấm xin, chị lấy cái mẫu số mấy thì comment giùm em nha. Đây mẫu số 1, đó, mẫu số 2, mẫu số 3, mẫu số 4 mấy chị. Trang đây mua lựa chị nè, chị con bấm xin nè. À thêm một cái yêu sẽ làm nữa nè chị, thêm một cái yêu sẽ làm nữa nha, là mẫu số 5. Trời ơi nó đẹp mấy anh chị ơi, một ông sao sáng nè, hai ông sáng sao nè mấy anh chị, đẹp quá ha. Bông lệ vi, bông kiểu nữ hoàng, rồi bông lệ vi luôn, rồi bông chị nào mấy chị nha, bông tay yêu sẽ làm, đẹp quá mấy chị. Mặt em cầm, ok, bông em lên mặt em cầm thế nè. Cái nhỏ, cho cái bông bi chà nầu ở trên này nè, là bi, ở dưới là chà nầu toàn thân ngắn ngắn nhẹ nhẹ. Dạ, chị có rồi hả? Vậy ok chị. Rồi, cái này tiền công là 1.190.000. Cái bông gì? Cái bông chà nầu trên này có đồng đen. Chà nầu nữa. Rồi, 1.190.000 tiền công nha mấy anh chị. 13.914.000 nha. À, trọng lượng vàng là chỉ có là 3.821. Rồi 3.821 cho mấy chị nha. Cái mặt này mình đeo GB tầm khoảng là cái 7-8 chỉ đó lên.
là bao đẹp cho mấy anh chị luôn. 13.941, trời ơi cái mặt đẹp quá mấy anh chị. Rồi, lên một cái mặt nạ nữa cho mấy anh chị nè. Chị Tâm Danh ơi, em có cái dòng này 56 anh chị, một lượng mốt nè. Nhưng mà không có xi hay màu. Chị hết thì lấy xi hay màu lên nha. Được không tình yêu ơi? Được không? Rồi, em có một cái dòng con báo màu trắng luôn nè mấy anh chị. Con báo màu trắng luôn nha, thương hiệu Cati luôn nè mấy anh chị. Vàng công ty 610 xí nha quý anh chị nha. Vàng công ty 610 xí. Cái là 6 chỉ 1 phân 66 nha mấy anh chị nha. 6 chỉ 166. Màu nước đi, màu nước đi. Chị đó đó, chị Điển Nguyễn á. Các quầy chú Bê, các bạn nào đang ngủ ra cho khách nè. Chị Lê lấy giấy đó, chị Lê. Lấy giấy bỏ hết chứ. Nhập rồi chưa? Thì bạn lấy được sữa không chị? Có biết 150, 70 ngàn hai cái đó. À, 70 ngàn một cái á. Ê, đúng rồi. Đây là mấy anh chị, dầm con báo rồi đi tay số 51 nha quý anh chị ha. Cái này là 6 chỉ 1 phân 66. Ôi. 6 chỉ 166 nha nha. Rồi, tiền công em sale mấy chị cái dòng này nha, tiền công sale chỉ có là 79 thôi. 21.323.000. Rồi 21.323.000 mấy chị nha, tiền công sale là 79. Tiền công chỉ có là 790.000 thôi. Rồi, 21.323.000. Rồi em chào Trần Thị Lo nha, nhẫn ngón trỏ có một trắng không chị hả? Dạ không, không có màu trắng chị ơi. Có mấy dạng này màu trắng này mấy chị nè. Chị Trần Thị Lo đi về nước ngoài chưa hay ở lại Việt Nam mấy chị? Trần Thị Lo xinh đẹp về nước ngoài chưa hay ở lại Việt Nam? Cuối bình nước dũng mới nhỏ. Một thử cho anh chị ốc xanh áo đỏ, bà nào trong rồi. Đây nè mấy anh chị nè, em có em là một cái mặt trời nồi bia ghét luôn cho mấy anh chị nha. Rồi cái này là 2 chỉ 3 phân 47 nè. Được chưa mấy anh chị? Tiền công xe cho mấy anh chị chỉ có là bao nhiêu đây? À, đi rồi hả chị? Rồi tiền công xe chấm gì là 700 790 nha. Tiền công xe là 790 thôi. 8.606.000. Rồi 8606 không quý anh chị nha. 8.606 là mình có đâu. 8606 nha quý anh chị. Đẹp quá trời luôn. Rồi 8606 nha mấy anh chị nha, lấy ra thì comment giùm em ha. Rồi em qua mẫu nha mấy anh chị. Qua mẫu mặt nha chị, cái gì nè chị có chị đê chị. Linh đòn nè, Linh đòn đấy, Linh đòn. Đẹp quá trời nè. Còn hôm nay là hôm nay em chỉ có hai cái mặt con này thôi mấy anh chị. Cha mà coi con cột của tao nghe, nó để nó nhập ra ngoài nữa là chết luôn nha con cột đó. Ủa tao nhớ lấy về hai cái mặt con cột mà sao giờ con có con vậy? Ủa vậy hả? Đây là mấy chị, em có con chuột với lại con gà mấy chị nha, con chuột với con gà thôi. Chứ còn mấy con kia nó đang đi Mỹ hết rồi mấy chị ơi. Nó đi Mỹ hết trơn rồi, giờ nó chưa có về. Ơi. À, chị gái mà xem lại VF còn lắm tình yêu ơi. À, nhãn ngón trỏ nhiêu vậy chị? Nhãn ngón trỏ hả? Nhãn ngón trỏ là 2.255.000. Tiền công sale là 270. Tiền công sale 270 chị nha. Chị gái chơi đi cái VF gì còn lắm chị ơi. Cái dầu ta. Mình đi ký sổ hả Trang? Có lối xích đi 56 không hả? Dạ có lối xích đó chị. Chị muốn lấy tầm mấy chị ơi. Chị muốn lấy tầm mấy chỉ comment lên cho em, lên những cái gì cho. Con gà à, còn cho đây còn ok. Để em lấy lên lại chị nha. Để đâu trời. À, em có lót tay em bé dây ép không hả? Có anh Lạc hả chị ơi, dây đeo bụng 5 chỉ mấy còn không, dây giờ còn chị. Còn dây gì đó. 3 chỉ Khanh đi Tú 3 chỉ. Rồi ba chị đếm coi còn em lấy cho mình cái chị nha. Con gà đậm xí chị ơi, có nhẫn ni 24 không? Nhẫn nữ hả chị? Nhẫn nữ hay sao chị? Ni 24 mà nhẫn nữ hay sao? À, báo giá con gà. Ủa cái gì ép để đâu rồi trời? Cái gì ép để đâu rồi không thấy luôn mấy chị ơi.
Dép để đâu không thấy rồi. Nãy mấy chị quá quên mất bà rồi. Chị Tâm Danh muốn lấy cái gì đó không? Chị Tâm Danh ra lấy cho nè, Tâm Danh nè. Sao trong này em giúp tiền luôn. Hồi nãy tính lấy chứ bao nhiêu vậy? Chị cho thay một bà bán 54, nhồng não hết không? Để chị mấy 100 ngàn đi. Để cho thợ cắt đi đi. Cô tiền dưới đi. Con gà nè chị ơi, con gà nha chị. Rồi cái này là con gà nha. Cái này là 8 phân 77. Rồi tiền công xe là 320 nha chị. 3.240.000 nha. 3240. Cho chị coi mặc dây chuyền tròn hồi nãy em đưa lên. Mà cái chuyền tròn nãy chị nhớ mấy chị không mấy chị? Chị Thiện Xanh ơi, phải chị mấy phải không chị Thiện Xanh? Cháu lên hình cái mà con gà nè mấy chị nè. Còn con gà đó nha chị, lấy rồi comment giùm em luôn. 3.240.000. Rồi cháu cho Boca Thảo Nguyễn này 3240 nè. Rồi hai con gà hết mấy chị nha. Còn chị nào mà con gà nữa cháu đơn chuyển khoản đi mấy chị. Cháu đơn chuyển khoản cho em đi mấy chị nha. Cái gì á? Chị ơi phải cái mặt tròn nè không chị? Đúng không nè? Đúng thôi coi vậy em gái nha chị nha. Rồi em lên chị nè. Tâm Danh đâu rồi Tâm Danh? Có muốn lên đi đưa phòng 5 chị đó không? Ra ngoài lấy gì đi đưa phòng 5 chị đi con nhỏ. 5 chị hả? Ừ. Cái nào bán phim mê này em hay là cái nào? Còn chị nào mà lắp xích thì em có lắp xích tầm khoảng là cái 2 với 2 được không tình yêu ơi? Tầm khoảng 2 với 2 nha chị nha. Chứ còn 3 với mấy thì bây giờ chắc là để hẹn trưa nay đi chị. Trưa nay là tình yêu. Hay là cái mặt tròn này. Cái mặt tròn này là 1 chỉ 4 phân lấy 5 nè chị Thiện Xanh nè. 1 chỉ 4 lấy 5 là tình yêu nha. 1 chỉ 4 phân lấy 5 là cái mặt này. Ủa cô Liễu của mình đi đâu nữa rồi ta? Chứ cô Liễu đi bán nữa hả cô? Rồi thấy cái dép rồi nha. Thấy rồi. Đây chị gì đó ơi. Rồi cái dép này nha, nó có hai mặt luôn mấy chị nha. Mặt kia lâu xíu tới đây mua 6 không em đợi em đo. Tiền công là 8.628.000 8628 mấy chị nha. Mặt vuông mà bia gớt em bán rồi chị ơi. Rồi 8.628.000. Mặt kia là mặt nào cái ta? Bây giờ này em đưa lại cho mấy chị nha. Em đưa lại cho mấy chị là mấy cái mặt này nè. Rồi một cái mặt chà nồi rồi mấy chị. 2 chỉ 347. Tiền công là 798, 8.606.000. Rồi 8606 em khuyến chị nha. 8.606 là mình có đơn. Là một cái mặt này nha mấy chị. Ngon trở em đi 11, 12 vậy quá chị ơi. Rồi còn cái mặt này là mặt nữ hoàng nè mấy chị. 3.821. Tiền công là 1.190.000. 13.914.000. 13.914 mấy chị. 13.914.000 ha. Rồi còn mặt nào nữa không chị Thiện Xanh ơi? Rồi cái này là chiều dài của nó là bao nhiêu đây? Nó nhỏ cái đầu ta. Rồi cái này là chiều dài của nó là 18cm. Là đúng 56 của chị Khanh Đi Tú nha. Rồi lắp xích tấm luôn. 2 chỉ 1 phân 2 chỉ 1 phân 72. Rồi tiền công xe của này là chỉ có là 390 thôi chị ơi. 7.623.000. 7.623. Mặt một chỉ máy. Rồi 7.623 là mình có đơn nha quý anh chị nha. 7.623.000. Chị không ai trả lời. Đợi xíu chị ơi. Đợi xíu chị. Chị vô chị chốt đơn. Chị vô chị alo rồi mấy chị chuyển khoản đi. Em đọc tên rồi là mấy chị có đơn nha mấy chị nha. Em đã đọc tên rồi là mấy chị có đơn rồi đó. Là mấy chị chuyển khoản cho em đi mấy chị. Để bạn gửi hình qua cho mấy chị cho. Gửi hình qua đi em. Rồi cái mặt 1 chỉ 4 phân 42. Rồi cháu cho Khai Đi Tú nha. Khai Đi Tú chuyển khoản cho em là cái tiệm á chị ơi. Khai Đi Tú cái tiệm là chuyển khoản á chị. Nè hai cái này. Rồi cái tiệm mình ghé trong vòng ngày hôm nay giùm em quý anh chị nha. Còn trong vòng ngày hôm nay thôi. Tới lúc mà 5 giờ chiều các mấy anh chị. Qua 5 giờ là bên em không còn đơn với mấy anh chị nha. Rồi em có một cái mặt giọt mấy chị đeo dây 5 chỉ lên là bao đẹp luôn ha. À đúng rồi, ok. Rồi 1 chỉ 442. Rồi tiền công chuyển khoản rồi. Chuyển khoản cho em 50% nha. Còn lại thư hưởng tình yêu ha.
Trời, tiền công xe cho chị cái mặt này chỉ có là 420 ngàn thôi. Mặt cái trên của nó là cái tấm luôn tình yêu nha. Ở đây là cái tấm luôn, khoan là giọt tấm luôn đó chị. Đây cho 5 triệu lên được anh chị nha. Rồi 5 triệu 222 ngàn. Tiền công là 420 ạ. 5 triệu 222. Rồi 5222 quý anh chị nha. 5 triệu 222 ngàn. Rồi lấy thì comment giùm em tình yêu. Bông cẩm nặc đó chị lấy ha. Rồi ok chị Thiện Xanh lấy. Rồi chị ơi mình chốt đơn chiến khoản cho em là ghé tiệm luôn á chị. Chiến khoản cho em là số khoản trên đầu tình yêu nha. Còn cái tiệm là trong vòng bây giờ tính là đến chiều mai hả chị. À tính bây giờ đến chiều hôm nay nha. Còn chị nào á mà, còn chị nào á mà, chị nào mà chưa có độ chưa cái tiệm hôm nay được á thì là mình chiến khoản cho em trước, cọc cho em trước. Xong rồi là mấy chị cái tiệm lấy sau cũng được nha mấy chị ha. Bông cẩm nạch đó. Bông à, chị gọi con cho chị. Chị gái lấy rồi ok chị. Rồi bông cẩm nạch là tiền công là 2 triệu 491 ngàn. Ít bạn luôn hả chị nha. À dễ bên Úc hả? Ơi à, chị gửi bên Úc luôn hay sao chị Thiện Xanh ơi? Chị ơi chị gửi dễ bên Úc luôn, chị gửi bên Úc luôn hay sao đấy chị? Thì khách nước ngoài cho em. Chị ơi mà chị gửi Việt Nam tình yêu ơi. Rồi bông cẩm nạch nha là 2 triệu 491 ngàn. Chị dễ bên Úc chị gửi ở Việt Nam mà dạ gửi ở nước ngoài. Rồi bông cẩm nạch đích vặn luôn mấy chị nha. Bông cẩm nạch thêm gì? Tiền công là 390. Rồi bông cẩm nạch đích vặn luôn. Tiền công là 350. 3 triệu 517 ngàn. 3 năm 17 nha quý anh chị nha. À, chị kêu em gì là lấy. Rồi ok chị. Vậy là chị em gì là lấy thì ví dụ như người nhà ở Việt Nam có gì chiến khoản cũng được hả chị nha. Trong vòng ngày hôm nay hả chị? Trong vòng ngày hôm nay hả tình yêu ha? Quay đầu xin em chút. Rồi chị có muốn lên thêm gì nữa không chị? Chị muốn lên lên cái dây không cho chị không? Để chị đây với cái mặt hồi nãy em tình yêu ơi. Chị trời mặt to nè, có mặt to nãy này nha. Mặt to mấy chị bên đây có mấy vậy nè. Rồi em có một cái dây chuyền đưa phụng mấy chị, lên dây chuyền đưa phụng sắn tầm 3-4 chỉ. Dạ dây chuyền đưa phụng á chị, dây sắn thì em có nha. Em đang lấy thêm một cái dây chị 4 chỉ đi. Với lại nếu có hai mặt thì còn tốt. Trong này em có 4 chỉ. Rồi sẵn hả? Sẵn hay đưa phụng gì cũng được, đưa phụng 3 chỉ không? Chị mấy à? Chị mấy à? Chị mấy đừng lấy nha. Rồi em có một cái đưa phụng là 6 chỉ 2 phân 36. Rồi tiền công em xe cho mấy gì là cái dây này, tiền công sẽ là 500 ngàn nha. Rồi tiền công sẽ là 500 ngàn. 21 triệu 266 ngàn. Tiền công sẽ là 500. Dạ Vinh Hồn Quý em có 3 chỉ đó chị ơi. 21 triệu 266 ngàn. Chị gì Tâm Danh đâu rồi? Mặt đó là to nhất rồi đó. Mặt đó là phone nó to nhất rồi. Lấy mấy mặt này cho khách nè. Chị đi rồi thì có hồng có may nó nở rồi đó. Cái mặt đó là bự lắm luôn rồi. Cháu kỹ giờ nha chị, đi cô ra sớm không có hàng á. Gì? Mới vừa lên gì rồi? À, chị chứ bán đủ rồi, ra bill chị ghé lấy rồi, ok chị. Đây là chị gái nè, em có một cái vô phụng cho chị nè. À, chị ơi lên nhắn nam đi, em có cái mặt à. Cô khách chiến khoản rồi con nhỏ kìa. À, chị ơi lên nhắn nam đi chị à. Hồi nãy giờ em lên nhắn nam kia chị quá trời luôn mà chị không thấy. Em cái mặt báo giá bao nhiêu để chị kêu em về đem tiền qua. Cái mặt của chị là 5 triệu 222 ngàn chị Thiện Xanh nha. 5222. Chị có muốn lên thêm bông lên mặt gì nữa không chị? Chị comment đem lên cho chị nha. Cô chuyển khoản rồi kìa. Rồi chị gái gì nè. Chị nào nãy hỏi lấy cái dây chuyền 3-4 chỉ nè. Rồi cái tiệm lấy tình yêu nè. Em có một cái dây sắn lái này. Mai Tuyết Trinh hả? Mai Trinh đâu em biết còn không á chị ơi. Mà chắc là còn á chị. Chị gái lấy đi.
Rồi em có một cái dây sắn này là sắn oval nha quý vị nha. 3 chỉ 02. Nhớ kéo là tủ lại tránh bụi nha. Rồi tiền công xe là 390 nha. 10.387.000. Tiền công xe là 390 nha mấy anh chị nè. 10.387.000 nha quý anh chị nha. Rồi 10.387.000 là mình có đơn dây chuyền sắn. Rồi dây sắn nha quý anh chị nha, là một cái dạng dây sắn nè. Rồi qua một cái nữa nè, một cái dây sắn hoa mai oval luôn, sắn hoa mai nha quý anh chị. 3 chỉ 4 phân 86. Rồi tiền công 390. 11.998.000. 11.998 mấy chị nha. Tiền công là 390. 11.998.000. Rồi 11.998.000 nha mấy chị. Em qua nha. 11.998. Đó. Chị gái lấy thì gầm em nhìn em tình yêu ơi. Rồi bây giờ lên lại mấy cái nhân nam chị gái luôn nè. Lên lại mấy cái nhân nam nha tình yêu ha. Nhân nam màu đỏ kìa đúng không? Cái gì vậy? Cái này em coi có lộn nhà 18 nè. Đi qua chuyển cho người qua chân mày đi. Đó là cái này mà. Đi qua chuyển cho mày trước nha. Rồi mấy anh chị ơi, chấm chấm bà lên nhầm em đi mấy anh chị. Với em có ăn cút mấy. Ok. Ô nó có cái nhẫn đỏ nè mấy chị. 3 chỉ đẹp quá nè. Rồi tầm khoảng 3 chỉ được không chị gái ơi? Nhẫn màu đỏ lúc này em có 3 chỉ không ơi chị ơi? Chứ rồi em không có nhỏ. Giờ nhẫn em tiền hậu đăng đeo hả? Em nhớ là em có đủ màu gì đó mà không biết giờ còn màu gì nữa nè mấy chị nè. Bây giờ mới còn màu gì nữa không mấy chị? Chị ơi nhẫn nam bây giờ là em chỉ có tầm khoảng là cỡ là 3 chỉ màu đỏ thôi. Bây giờ mình tầm khoảng là cỡ 2 chỉ với chị hỏi em á là bây giờ em không có sọn rồi chị ơi. Có gì trưa hôm nay nha chị nha. 3 chỉ 073 nè. Rồi tiền công xe cho mấy anh chị, tiền công xe là 800 nha. Rồi 11.033.000. Tiền công xe là 800.000 cho mấy anh chị. 11.033. Và mặt mẹ quan âm nhỏ á chị. Giờ để em coi. Đây à, nhẫn nam có gì nha. Ở bên trong của nó là chữ lộc nha mấy anh chị. Đây là chữ lộc nha. Còn viền ở trong là viền móc máy, viền viền giáp luôn mấy chị. Đeo không bị sợ bị cắn tay đâu nha mấy chị nha. Không sợ cắn tay đâu. Trời ơi, nó có mấy cái nhẫn nam đẹp quá nè mấy anh chị nè. Hôm nay vì luôn luôn nhẫn nam này quá trời quá luôn rồi. Đẹp chưa mấy anh chị? Rồi hình con rồng nha, hình con rồng nè. Rồi hình hột trắng đơn giản. Đẹp lắm á chị. Quá trời đất mẫu nhẫn nam nè. Rồi bây giờ để coi mặt mẹ quan âm nè. Mặt quan âm bây giờ chị lấy tầm khoảng cái 3 phân 4 bao được không chị? Anh Trần ơi, 3 phân 4 bao được không? Hay là chị muốn lấy nhẹ hơn nữa? Chị có muốn lấy nhẹ hơn nữa không? Nhẹ hơn nữa thì em ra ngoài coi có em lấy cho chị. Còn này là cỡ trung bình cũng vậy nha. Cỡ trung bình rồi đó. Siêu siêu à. Có lóc tay Ni 56 không? Đâu 18 lóc tay mà. Chú coi. Nhẵn nhẹ cho nhẹ hơn cho bé hả? Rồi ok. Chú đấy. À, tính vòng tỳ hưu 610 đó chị hả? Tính vòng tỳ hưu 610 là có lắc đó chị Thanh Kiều Lê ơi. Mà Trang đâu thấy Trang 18 năm ti mà Trang 18 năm 56 mà gì vậy Trang? Đôi chuẩn luôn á bà già. Rồi chị ơi em có lắc tay 7 cái đó chị rồi nè. Hôm nay có hàng rồi nè chị. Cái lắc 7 cái đâu rồi? Chém mày cái bà già hả? Ôi, lắc tay vẫy cá này nó chỉ có là 5 chỉ hơn mà đi 54 chị nha. Chứ còn 56 là thua rồi chị ơi. 56 là em thua rồi.
Thôi rồi Lượm ơi, kéo lại bà già năm 16 con tay đeo vừa tinh đeo tay con chân đi kìa. Đeo đi thử tay con chân đi. Rồi lắc vẫy cá 54 rồi mấy anh chị. Năm chỉ 26 nha. Rồi tiền công sẽ là 580. 17 triệu 950. 17 triệu 950 ngàn nha quý anh chị nha. 17 triệu 950 là mình có đơn. Là mình có đơn nha mấy anh chị nha. Chị dài 18 công ty đó bà già ơi. Kéo ra đâu cho người ta đi bà già. Rồi lắc tay là 17 triệu 950. Lắc 54 không mấy gì 54 nha, còn 56 là đi không có được à. Còn thì hư. Còn thì hư là bằng gì ta. Chị gì ở kia, chị kia ai. Em có hôm nay giờ nào nè chị nè. Còn cái bông mà dạng kia là của chị là em hết rồi. Bông dạng kia là em hết rồi tình yêu. Đừng có nhẫn gì nè. Nhẫn gì mà cũng lấy vô like thiệt, hai thiệt luôn. Cái nhẫn nó mà cũng lấy vô thiệt luôn, hai thiệt luôn. Bông tay về nào các mấy anh chị, một chỉ 0/53 nha. Rồi tiền công xe cho mấy anh chị, tiền công là 3 triệu 796 ngàn. Tiền công là 390 nha quý anh chị, 3 triệu 796 ngàn nha. Tiền công chỉ có là 390 thôi. Rồi 3796 nha, 3 triệu 796. Rồi em có một cái lắc tay hột trà luôn nè mấy anh chị nè. Lắc hột trà luôn nha, có chị nào muốn lên hột màu không lên cho mấy anh chị luôn nè. Lắc trà lắc bi nè mấy anh chị nè. Lắc trà lắc bi lắc sắn luôn. Thôi lên cái lắc sắn đi mấy anh chị. Lắc sắn oval nha mấy anh chị nha. Rồi 4 chỉ 55. Tiền công sẽ là 450 nha. 15 triệu 602. 15 triệu 602 nha mấy chị nha. 15 triệu 602 là mình có đơn nha mấy chị. À cho cái mặt em bé móc máy, móc máy vàng không á nhỏ, mặt con âm á nhỏ, mặt con âm nha. Rồi mấy chị ơi, em có đâu mà tới tiền rồi mấy chị. Con kia nè, bông trái tim nha, tiền công có 203 à, 1 triệu 529 ngàn nha. 1529 là mình có đơn, 1 triệu 529 là mình có đơn. Ôi cô Thu Lê, bông tay Lệ Vi nè, cô Thu Lê nè, tiền công sale chỉ có là 209 thôi, 8/34. Rồi cái này là 3 triệu 067 ngàn mấy chị nha. Bông tay Lệ Vi 3067. Rồi 3 triệu 067 ngàn là bông tay Lệ Vi đích đẩy với mấy chị. Tiền công rẻ rì luôn, chỉ có là 290 ngàn thôi. Tiền công là 290 cho mấy chị nha. Rồi lên một cái dạng toàn ten cho mấy chị luôn nè. Bông có đẹp đó cô. Cái hậu ơi, cái hộp đỏ nó không xài nữa, em bỏ xuống dưới giùm chị đi hậu. Rồi 3067. Rồi cháu có cảm tiên một đơn nha, cháu Như Lan một đơn. Rồi hai chị nào chị bán trước thì mình có đơn trước cho mấy chị nha. Chị nào chị bán trước là mình có đơn trước. Bông tay Lệ Vi tiền công là 290 đâu rồi. Rồi em có một cái đông tay nữa nè mấy anh chị nè. Rồi bông tay mấy chị nha, bông tay toàn ten nha, bông toàn ten luôn mấy chị, dạng toàn ten hút máy nhẹ nhẹ rất là xinh nha. Có bông tay CD luôn nha mấy chị, mặt em bé. Rồi chị ơi, em có vậy móc máy đó chị gái nè, móc máy cỡ này được không chị ơi, chứ còn em hết nhẹ rồi đó chị ơi. Bông Lệ Vi nè chị nè. Rồi hai chị nha, chị nào chị Như Lan chị bán trước là có đơn trước, chị Cẩm Tiên chị bán trước là có đơn trước cho mấy chị nha. Rồi em xe cho mấy chị đôi tay này nha mấy chị, tiền công xe là 190 nha, 3/64 nè. Rồi 1 triệu 402 ngàn. 1402 là mình có đơn nha. 1 triệu 402 là mình có đơn. Gì vậy? Lấy hết đi. Rồi 1 triệu 402 ngàn. Dạ của chị trước, mà chị nào chị bán trước là mình có đơn trước chị. Việc đó em có một đơn thôi mấy chị ơi.
Trời chốt cho mấy chị quá trời nhiều luôn. Xong rồi mấy chị không chuyển khoản nên là bây giờ em chốt cho mấy chị là hai người nha. Là mấy chị thông cảm giùm em. Có một hộp đỏ hả? Bao một hộp có không gì Ngọc Đạn? Một hộp hay sao? Bao một hộp hay sao chị? Trời, mặt Quan Âm đây mấy chị. Mặt Quan Âm này tiền công sale là chỉ có là 201 thôi. 3 phân 42. Trời, 1.349.000. Tiền công sale là 201. 1.349. Rồi, 1.349.000 mấy chị nha. Trời, Simen có mời cái tiệm bên Tràng Minh Đoàn. 1349 là cái mặt cái chiền Quan Âm em bé. Người lớn này cũng được cái mấy chị. Người lớn này cũng được, tha hồ. Rồi, em có một đôn tay CD nè mấy chị. Bông CD nha. Tiền công sale cho mấy chị là chỉ có là 208 thôi. 5 phân 48. Ly ơi, mở chậm có dòng rồi. Trời, tiền công là 208 mấy chị nha. 2.105.000. Rồi, 2.105.000 mấy chị nha. 2105. Rồi, anh Tràng ơi, chị có dây cho em bé chưa? Em đã luôn có dây cho chị em bé nè. Vậy hôm nay không có lên xi men nha mấy chị. Giờ kia chị Tiết Nhung chưa? Hả? Tiết Nhung nè, sao bé biếu? Chưa dập hả? Rồi, 2.105.000 mấy chị nha. Rồi, chị anh Tràng chốt một cái mặt dây chuyền cho em bé nè. Chị ơi, chiến khoản 50% cho chị nha. Số tài khoản của em ghi trên hình đó chị. Chứ 50% giùm em nha. Rồi. Rồi em có một đôi tay chày nầu cho mấy chị luôn. Bông ít đẩy cho mấy chị ha. Tiền công sale là 208. 2.675.000. 2.675 cho mấy chị. 2.675 là mình có đơn nha. 2.675 là mình có đơn. Bông bông cắt máy rớt tay đi em à. Bông cái máy rớt tay là bông cái gì ta? Là gì muốn bông toàn ten móc máy hay sao hay là sao chị? Rồi em chạy vũ Phương Lê nha. Em có một cái hôm nay túi tiền luôn nè mấy chị nè. Bông túi tiền nha. Tiền công sale là 206 thôi. 3.330.000. 3.330.000 của mấy chị nha. 3.330.000 là mình có đơn. Rồi 3.330.000 là mình có đơn nha. Rồi tiếp luôn một cái bông tay hình thôi cho mấy chị luôn nè. Bông mình thôi tiền công sale là 204. 2.531.000. 2531 cho mấy chị nha. Rồi 2.531.000 là mình có đơn. 2531 là mình có đơn mấy chị nha. Em bé là khoảng mấy tuổi hả chị? Tầm 4-5 tuổi là sao tình yêu ơi? Một bạn bông tay, một bạn dây chuyền. Chị liễu rất là tắt dây. Chị còn một bạn tắt bông. Với em bé thì nó hay nghịch lắm á chị. Bây giờ chị lấy cái dạng này cho nó chắc chắn nè. Mà em không biết làm bao nhiêu dạng đâu nha. Đây nó hơn 2 triệu hả chị nha. Chứ còn nó mỏng quá nó dĩ đất á chị ơi. Lắc 7 cá lên 57 bao nhiêu vàng á chị. Lương lưa liên lương ơi. 9 văn 18 nè. Rồi tiền công sale là 220. 3.277.000 được không chị ơi? Tiền công sale là 220 nha. Rồi 3.277.000. 3277 nha chị. Chứ rồi em bé mà nó mỏng quá nó đứt liền hả chị gái ơi. Trên này em có mỏng rồi. Trên này cái dây này là nhẹ nhất đó chị gái. Rồi 3.277.000. Tầm 3 chỉ là không có nên 57 chị ơi. Rồi bây giờ lên cái gì mà bông tay móc máy gì ở đâu rồi? Chị ơi, bông toàn ten móc máy gì được không chị? Toàn ten sắn móc máy gì được không nè? Tiền công sale là 204 nha. 2.744.000. Tiền công sale là 204. 2.744. Lấy lại comment giùm em nha. 2.744. Rồi, lên một cái nữa cho mấy chị nha. Bông tay móc máy mo nè. Bản mo mấy chị nha, tiền công sale là 250. 6 phân 27. Chị Liễu ơi, có người tí rồi gì điểm công cho chị. Rồi 2.338.000. Tiền công là 250. 2.337. Rồi 2.337.000 mấy chị nha. 2.337. Thuốc dữ vậy.
chú gì? Nguyễn Lý hả? Chị Nguyễn dây chuyền vậy, dây chuyền đuôi bụng phải không? Ờ, ta lấy chứ đi. Dạ sáng nay em lên bà nghỉ giờ ơi. Vậy em có chị Đô Si Dung Nguyễn ơi, em mời về cái tiệm bên tình yêu ơi. Trời, em có một đôi tay bạc mau luôn nè mấy anh chị nè. Tiền công sale là 280 nha, 2.425.000. Rồi 2425 là mình có đơn nha quý anh chị nha, 2.425 là mình có đơn luôn. Rồi 2425 là mình có đơn nha mấy anh chị nha. Có gì sáng mai thì cho lên nhận ý cho mấy anh chị cho nha. Trời, em đem thêm một cái dạng bông tay nữa sao em xuống không mấy anh chị. Ôi cái bông tay ngôi sao đẹp quá nè mấy anh chị, bông bạc ngôi sao luôn nha. Rồi 6.48. Rồi tiền công xe cho mấy anh chị là tiền công xe là 209 nha, 2.448.000. Tiền công là 209 nè, 2.448.000 mấy anh chị nha. Rồi 2.448 là mình có đơn nha, 2.448 là mình có đơn. Rồi bông bạc chữ hờ luôn nè mấy anh chị nè, bông bạc chữ hờ nha, tiền công xe là 204, 2.431 năm tắc lận. Có 5 tắc, có 1 chỉ rưỡi à. Rồi 2.431.000 là mình có đơn. Bông bạc lên 1 dạng bông bạc luôn á chị ơi. 3.330, 3.330 là bông tay túi tiền. Rồi em giới chị Văn Trinh bông tay túi tiền tình yêu nha. À, trên mâm có bao hột xanh biển không em hả? Hột xanh biển là một hột hả chị? Hay sao với chị? Tôi là ai? Đúng không chị? Hai chị muốn miền tắm. Rồi ok chị dây với em bé. Bây giờ chị đợi em xíu em ra ngoài em lấy chị nha. Em bé mà tầm khoảng có 2 triệu mấy thôi. Tầm khoảng hơn 2 triệu thôi nha. Giờ sáng nay ông lên vàng trắng cho mấy chị nha. Còn tôi là ai là muốn lấy bông tay màu hột xanh. Vậy chị em bé nha, từ từ hãy chụp sao đi. Đấy đứa đi. Chị Văn Trinh hôm nay muốn mua thêm gì nữa ủng hộ em gái nha. Đẹp và mở mối đi vậy. Bây giờ mẫu nào cũng mở mối hết trơn á. Nhưng mà tiền hết là mấy chị hết toàn tay xá tay thôi chứ. Chứ nào cũng đẹp quá chị ơi. Chứ không có nào xấu hết trơn á. À, vậy. Rồi em có một cái bông tai cánh quạt luôn nè mấy anh chị nè. Bông cánh quạt nha, 5.67. Rồi tiền công xe cho mấy chị là 200.000 đi ha, 2.088.000. Tiền công xe là 200.000 nha, 2088. Rồi 2088 là mình có đơn mấy anh chị nha, 2.088.000 là mình có đơn. Đẹp chưa mấy anh chị? Bông cánh quạt, bông bạc luôn nha. Chỉ có 2.088.000 thôi. Quá rẻ rồi. Chị Văn Trinh ơi, chị có muốn lấy thêm mấy dạng nắp tay túi tiền kim tiền không chị? Chị Văn Trinh xinh đẹp ơi, chị có muốn lấy thêm mấy dạng này không? Rồi, à, có là gì em bé không? Gì em bé giờ có gì Hồng Ngự ơi. Rồi tiền công sale là 409 cho mấy chị nha, 8.162.000. 8.162 là mình có đơn nha, lắc tay kim tiền. Rồi em có một cái dây liền mặt cái này mấy anh chị nè, dây liền mặt con mèo mấy anh chị nha, dây liền mặt con mèo 1.47. Rồi tiền công xe cho mấy anh chị là 309 nha. Rồi 5.285.000 tiền công là 309 thôi, 5.285.000 là mình có đơn nha. Ni bao nhiêu em hả? Cái nào mà đeo bao nhiêu vậy chị? À lắc tay hả chị? Từ 50 tới 56 mình đeo vườn thì yêu nha. Rồi 1.47, 5.285.000. Cái dây chuyền hình nè, cái dây chuyền hình con mèo mấy chị nha, con mèo này mấy chị. Rồi đẹp chưa? Con mèo con chuột ta, với con chuột mấy chị ơi, con chuột nha. Trời ơi cái này con chuột mấy chị. Dây liền mặt con chuột ha. Rồi em có một cái dây liền mặt yêu sai lầm luôn. Rồi yêu sẽ làm nè mấy anh chị, 1.08 nha mấy anh chị nha. Tiền công sale là 309 thôi, 3.986. Dạ có gì em rằng nha. Rồi 3.986 nha quý anh chị nha, 3.986 là mình có đơn, 3.986 nha. Rồi qua mẫu nè. Không tải. Không tải em lấy luôn. Thôi em chạy sâu trời ơi. Bông tai hột xanh, trời ơi, chán luôn nha.
mấy mẫu. Em chào chị Sâu Sâu nha, hôm nay lễ, hôm nay lễ chị Sâu Sâu có đi chơi đâu không nè? Chị ơi, chị ơi, dê em bé là chị nè, dê em bé sẵn đó chị nha, 6 phần lẻ 4 đó chị. Đem với cái mặt hồi nãy đẹp với tình yêu ơi. Trời, tiền công sale là chỉ có là 290 thôi, 2.301.000 là chị nè, 2301 của chị nha. Tiền công sale là 290, 2.301.000. Rồi 2.301.000 là có đơn tình yêu với em bé nha. À, chị không có đi đâu hả? Trời ơi, vậy hôm nay là canh mua vàng tình yêu Su Su nha. Rồi 2.301.000 chốt cho anh Trần. Rồi anh Trần cộng lại hai đơn là chiến hoãn giùm em anh Trần nha. Cộng lại hai đơn là chiến hoãn giùm em mấy anh chị. Rồi chị Hồng Ngự còn lắm, Hồng Ngự ơi, em lên với em bé cho mấy chị nè. Chị Hồng Ngự nè, chị nhiều đồ quá đúng không, nhiều quá đâu đâu biết đeo cái nào đâu mấy chị. Mấy chị mua vàng quá cho nhiều rồi. Rồi em có một cái dạng với em bé kim tiền mấy chị nha, 1.39 nè. Rồi tiền công xe cho mấy chị là bao nhiêu đây? Tiền công xe là 250 ha, 4.879.000. Tiền công xe là 250 mấy anh chị ơi. Rồi 4879 nha, 4.879 là mình cái đơn ha, 4879 là mình cái đơn cho chị em bé. Rồi chị đã chốt cái gì rồi đó. Còn chiều ghé lấy luôn nha, khỏi chứ không còn được không em, cảm ơn mình rồi. Rồi ok, chiều ghé tìm được anh chị nha, mà em giữ đó đơn trong tới 5 giờ chiều thôi anh chị. Chị tôi là ai ơi? Em có bông tai màu xanh là tình yêu nè, em có màu tròn nha, màu trái tim nha, và màu xanh dạng cỏ bốn lá tình yêu ha. Mình lấy rồi cái gì mình comment giùm em nha chị. Rồi ok nè, chị Su nè, có mấy cái bông tai nhẹ nhàng hả chị? Chị Su nè, tiền công có 590 nè, 5.382.000, 5.382 cho mấy chị nha, 5.382. Trang, trưa nay không ra trưa đâu, xin cho mình ăn cơm xong gì. Xanh biển đó chị, xanh biển là bây giờ em có mấy dạng này xanh lá nè, chị lấy xanh biển thì em đam lấy gì cho. Ừ thì đi ăn cơm gì đúng giờ đi, chứ vô tính đợi hôm đồng cũng gì lúc mấy đứa này nó có đi đâu. Ừ. Mấy cái này là em có xanh biển luôn á chị muốn xanh biển thì em đam lấy cho, để tình yêu nha. Còn nếu em được mà hẹn qua ngày mai rồi chị ơi, hẹn qua ngày mai nha mấy chị. À, chờ đấy luôn, ok chị, cỡ bút lá đi nha. Cẩu lá không có xanh biển chị ơi. Cẩu lá không có xanh biển hả chị? À, nay không có lây bàn ý hả? À, nay không có lây bàn ý rồi, cho đi Bảo Anh ơi. Hôm nay không lây bàn ý rồi mấy anh chị. À, vậy luôn hả chị, ở Mỹ chuẩn bị đó vô thừa ạ. Lên lá cỡ bốn lá đi, em có màu xanh với lại màu à, màu xanh với màu đỏ gì, lấy màu gì vậy tiền kim? Alo Thành ơi, tiền kim nó đẹp, có màu xanh với màu đỏ gì, lấy màu gì? Chị ơi, có trong tay một nhánh lá, một nhánh hoa không? À, bông bông đuổi đấy có nha, biết rồi nè, lấy cho nè. Bông đó là bông này nè, đó là bông kẹp á, bông kẹp này đúng không? Đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? Chỉ cần một bạn trước chẳng đủ nó đi, xong đi, xong chơi. Bạn nào xong là... Bông kẹp nó có đủ màu vậy chị ơi? Bông kẹp nó có đủ màu á. Mới về lại nè, bữa trước về bán hết trơn rồi. Đâu trời, bỏ cái bông kẹp đâu trời? Hồi nãy đào lại. Đây. Đây đúng không chị? Này đúng không nè? Chị thấy mấy em gửi không? Cái đó mấy chị... Cái đó là vàng 610 á chị ơi, không phải vàng trắng á chị nha. Cái dòng con beo. Cái dòng con beo á chị. Cái dòng con beo nè. 6 chỉ mấy á tình yêu ơi. Đúng không chị Bê Xê Linh ơi, đúng không? Cái này đúng không nè. Đúng rồi á, à ok. Con nè, để em đổi với mấy gì con nè. Một bạn bán dây, một bạn bán trắng nữ. Hai chị đó. Cỏ bốn lá thôi, đừng có màu. Đừng có màu hả? Đừng có màu, em biết có không anh chị nha. Con nhỏ coi kìa đây, đúng chưa nhỏ? Đúng rồi, đúng rồi. Một dây, một trắng nữ thôi, bây giờ cho ngoài em còn ai trắng sâu. Để mấy chồng chưa? Đây là mấy chị nè. Đó, cái cỏ bốn lá mình đi, cái này với mấy chị nha.
ok chưa nè, cái này thì có là màu trà, màu hồng, màu đỏ, rõ không, màu trắng đó. Cái này em mang đây là màu trắng này mấy anh chị, tiền công là 29, 5 phân 79, 2.218.000 tiền công 29 nha mấy anh chị nha, 2.218.000 lá cỡ 4 lá đó không biết còn nữa không chị, tiền nguyên nha. À, có những con gấu, trời ơi những con gấu em hết rồi mấy anh chị ơi, rồi 2.218.000 2.218 mấy anh chị nha, là cái đôi tay này. Rồi lấy màu gì chị, có mấy màu lận nha, mấy màu lận, lấy màu nào cũng được mấy chị ha, lấy màu trắng dễ đẹp mấy chị ơi, dễ phối đồ. Nè, xuống đây nè. À, gửi đi nhỏ. À, màu trắng ok chị. Alo, mấy thấy đẹp chưa nè, cái nhãn hột trắng viền tròn tấm luôn nha quý anh chị nha, nhãn hột trắng viền tròn tấm luôn, xíu một xíu nè mấy anh chị, cái này là 5 phân 67. Rồi tiền công sale là 29 nha mấy anh chị nha, 2.178.000 tiền công là 29, 2.178 nha quý anh chị nha, 2.178 là mình có đơn nha, 2.178.000. Thôi mấy anh chị ơi, bây giờ em xuống lan mấy anh chị nha, có gì chiều nay chiều nay chị Thảo Đen xin lên lời với mấy chị chốt nha, chị Thảo Đen lên nữa mấy chị ơi. Thôi bây giờ đói bụng quá rồi mấy anh chị, có gì chiều 2.178 là gì vậy ta, cái đó là 2.218 á chị, Trâm Vương bông kẹp có gì Trâm Vương, em Trâm Vương bông kẹp có gì Trâm Vương đúng không? Đúng không chị yêu ơi, đúng không chị, đúng không thì ok giùm em tình yêu nha, 2.218.000 đúng không chị ơi. Ơi chào Hoa Kim Lý nha cô, con chào cô Hoa Kim Lý. Bông tai túi tiền là 3.330.000, xuống sớm quá thì cô. À, chiếc nhẫn em à, chiếc nhẫn trời ơi, chiếc nhẫn quý bà nhắc. Chiếc nhẫn chị Trâm Vương ơi, cái này là đi tay số 14 của chị nha, còn chị đi nhỏ là chỉnh được cái chị, đồng ý không mà chỉnh được cái tình yêu ha. Cô ơi em lấy muốn lên gì nè, cô ơi lấy muốn lên dựng lên nha. Bây giờ không biết lên gì hết mấy chị ơi, đồ thì quá trời không biết lên gì hết mấy chị. Thôi ok em vậy rồi. Có cái bi đâu nè mấy chị, đi bi đâu nha. Ai trời ơi. Em có một cái mặt chà nầu nè mấy chị, mặt chà nầu nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Cái này thì là 2 phân 88. Rồi tiền công xe cho mấy chị là 100.000 thôi, 1.059.000 mấy chị nha. Tiền công xe một xị 1.159.000, 1159 nha mấy anh chị. Còn chị Văn Trinh là muốn nói thêm cái mặt túi tiền không tình yêu ơi, mặt trên ơi, đôi bông dài có cái bông hả, đôi bông dài có cái bông biết rồi. Rồi 1.059.000 bông dài có cái bông đây. Bông dài có cái bông là 1.402.000 chị Văn Trinh ơi. Tiền công 109 chị ơi. Cái gì vậy? Đây đúng không chị? Này đúng không? Rồi 1.402.000 nha. Chốt cái Văn Trinh luôn nè. 1.402. Rồi em có một cái nhãn đời tôi mấy chị. Nãy giờ chứ là nhãn kim tiền nhẹ hả? Kim tiền nhẹ nè chị nè. Trời ơi kim tiền gì chứ? Bao la. Kim tiền nhẹ hả? Xe mặt túi tiền cho anh Trần. Mặt túi tiền. Ờ mới bỏ xuống nó mất tiêu rồi. Đợi xíu bên lái lại cho. Chị muốn nhẫn kim tiền hai len hay một len tình yêu? Muốn hai len hay một len em lên cho nè.
Chị muốn hai len hay là một len? Thôi lấy một len nhỏ đi nè. Rồi, kim tiền này là 3 phân 56. Rồi, tiền công xe là 170 nha. 1.355.000. 1.355 là mình có đơn nha mấy chị. Nhắn kim tiền nha. 1.355 là mình có đơn. Rồi chị lấy kim tiền comment giùm em nha mấy chị ơi. 1.355.000. Tại vì đồ giờ Tết rồi, khách hàng này hay đi về quê đó nên thành ra biển nó tạm hẹp cái ngày giờ chính xác giùm em nha. À, có lốc xích em bé 5 phân không hả? Có lốc xích em bé đó mà biết coi có 5 phân không nha. Mặt giả sòn nhỏ vậy, mặt giả sòn nhỏ viền tròn tắm đúng không? Hôm qua có sòn không đi? Phải vô quầy sửa chữa hỏi thời gian. Hẹn đúng. Kim tiền đi mấy vậy? Kim tiền có tầng mỏ là có ni 12. À, ni 11, 12. Tâm Vương chốt kìa. Tâm Vương là tâm mạo. Nhẫn mày á. Không, tròn trắng đó, nãy đưa qua rồi mà. Tròn trắng tròn này, viên nó, bỏ qua lại rồi. Con áo nè. Con trên đôm nay chốt kìa nè. Bỏ. Cái thớ bỏ cái thớ đó mà. Cái hôm nay bỏ cái thớ đó mà. 1 3 27 4 mà chị. Rồi chị. Bông tay toàn ten có cái hoa dưới á. Nãy bỏ lại đúng không? Đây gần cái hoa tay lấy vô nửa tủ này luôn. Rồi ok, đem ni ba là có chị ơi. Đúng không? Đúng rồi bà già. Bếp trai rồi đợi xíu. Nè ra coi cái mặt viền sò nhân tạo lấy cho cái nè. Mặt viền sò nhân tạo nha. Nhẹ nhẹ thôi nha, đừng lấy bự quá nha. Nói rồi nha. Béo trai rồi, cái lên cho này để lấy cái mặt túi tiền lại đó. Lấy lại cái mặt túi tiền đó mấy chị. Đâu rồi? Cái mặt túi tiền vừa nhá xong cái bể để xuống sau rồi mất. Khổ gừa. Lấy cơm vô bà già. Lấy cơm đi chưa? Dây chuyền hoang lạc 24K5 chỉ đi chị hả? 24K5 chỉ hôm nay nãy có sợ không? Bây giờ chị đem ra ngoài mất tiêu rồi. Chị ơi chị lấy cái mặt túi tiền được không tình yêu? Chị ơi chị lấy cái mặt túi tiền được không? Cái mặt này tiền công xe là 390 này mấy anh chị. Tiền công là 390 nha. Rồi thấy cái mặt túi tiền rồi đó. 1 chỉ 165. Rồi 4.269.000. Tiền công là 390 nha mấy anh chị nha. 4.269.000. Lắc chân là hôm nay không có lên rồi mấy anh chị. Rồi 4.269.000. Là cái mặt túi tiền màu xanh nha mấy anh chị. Trái tim màu xanh nha. Rồi mặt túi tiền đây. Tiền công sale là 201. 2.101. 2101 mấy chị. 2.101.000 nha. Rồi cái mặt giả sòn của chị gái nào nọ đầu ra tới giờ nè. Đó em bé đợi một chút xíu nha. Rồi cái mặt là tiền công sale 200. 2.008.000. 2.008.000 là mình có đơn quá chị nha. Mặt giả sòn tiền công sale 200. Tiền công sale 200. To hơn nữa hả? Con gấu này to hơn nữa không em? To hơn nữa không? Lấy gì cái nữa? Rồi 2.008.000. Rồi 2.008.000 với mấy chị nha. 2.008.000 giùm em luôn. Lắp tay em bé con trai 5 phân. Chị ơi em có 8 phân được không chị? Có 8 phân nha. Con trai đẹp lắm nè. Ráng thêm mấy trăm ngàn nữa cho bé đi. Rồi mặt túi tiền cái đó là hết. Hết hết rồi. Rồi cái tiền công sale là 230. 2.897.000. 2897 mấy gì. Tiền công sale là 230. 2897 là mình có đơn. Nhẫn lông voi với một hàng nhẫn lông voi có nhiều lắm chị ơi. Mà chị hỏi quá trời luôn, chị có nguội gì đâu tình yêu. Bông bạc em cũng lên quá trời rồi. Rồi 2.897.000. 2897 chị gái nha. Là lát tay em bé chị ơi. Còn nếu mà chị muốn nhẹ nữa là chị
chị lấy dần xích thôi, mà xích thì hôm nay em có sọn nha chị, xích thì hôm nay em có sọn nha, có mặt giả sòn chị lấy, mặt giả sòn chị lấy chiều ra tìm mấy được không?